Dạ, em chào Vâng, chị ạ. câu hỏi của bạn là gì ạ? Dạ, em có người em rể của em á, là Vâng. cũng 1 tháng, chắc có lẽ cũng 1 tháng hay 1 tháng nay rồi á, là tự nhiên nó phát cái bệnh không hiểu gì mà nó có nhìn thấy phụ nữ, cứ phụ nữ thôi, là nó cứ có lúc thì nó giơ cái bộ phận sinh dục ra, còn có lúc thì nó lấy tay nó giò, có nghĩa nó giò ngoài quần á. Đấy là em rể Nó của có bạn đúng bệnh. không ạ? Dạ đúng là em Và rể của năm em ạ. nay cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, năm nay 39 tuổi ạ. Chuyên gia Đinh Đoàn của chương trình sẽ giải thích về hiện tượng này cho bạn. Xin mời anh. Chào chào bạn. Ông Thì em rể thì ông ấy làm nghề nghiệp gì và trước đây cuộc sống ra sao? không, cuộc sống nhà thì vẫn bình thường, em cũng hỏi là cái quan hệ vợ chồng thế nào nó cũng bình thường, nhưng mà làm thì làm giả khảm giả cừ anh nhỉ, có nghĩa là ngồi làm ở nhà, cái công việc của nó ngồi và đôi khi cũng đi giao hàng nữa, chứ không phải là làm gì nặng nhọc ạ. Trường hợp thứ nhất nếu đấy thường thường là ở những người còn trẻ hoặc là khao khát tình dục thì cứ muốn tìm ở chỗ vắng vắng người trong đứng, xong rồi là mỗi khi mà có phụ nữ đi qua thì quay ra khoe của quý nhằm mục đích là gây ấn tượng mạnh với người ta. Dạ. Rồi nếu như mà người ta lo sợ quá, người ta không có khả năng tự vệ thì xông ra xâm hại, nhưng cái trường hợp ấy ít thôi. Dạ. Còn thì người ta có nhiều cách để mà có thể thỏa mãn nhu cầu tình dục chứ không phải dùng cái đó. Nhưng mà nó có một cái hiện tượng như ban nãy bạn cũng có nói rằng nó là bệnh, thì gọi là bệnh cũng được. Nó là một cái lệch lạc về mặt tình dục, người ta gọi là tình dục phô bày. Có thể là gần đây thì mới cái cậu em rể mới bị người ta phát hiện và biến tai vợ, chứ còn thì cái bệnh của cậu ấy chắc chắn là có thể nó đã có từ trước, nhưng mà trước đây thì làm kín đáo hơn mà không ai phát hiện ra. Dạ. Hiện tượng này cũng không phải là quá hiếm gặp. Người ta cũng đấy, nhu cầu là chỉ tìm cách khoe của phô bày và để cho người kia nhìn thấy, rồi có khi là cái người kia mà càng sợ càng càng bỏ chạy thì cái người mà khoe này ấy lại càng cảm thấy thích thú khoái cảm. Và nếu như mà cái người mà gặp phải một người ta ghê gớm ấy, người ta có thể dừng lại, người ta chửi hoặc là người ta có những phản ứng dữ dội thì anh ta sẽ lặng lặng bỏ đi, mà chỉ khoe ra như thế để có ấn tượng và thấy 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 thích thôi. Cái này thì chỉ có khi nào chính người trong cuộc nhận ra rằng đây là một lệch lạc mà đi tới gặp bác sĩ tâm lý, đặc biệt là bác sĩ tình dục học, để có những cái điều chỉnh trị liệu về mặt tâm lý thì có thể đỡ. Thế còn thì phần lớn thì người ta cũng nói rằng đây là một cái lệch lạc mà mang tính chất lành tính, nó không giống như người ác dâm, không giống như cái người bạo dâm là cứ nhìn thấy người là hành hạ và uy hiếp người ta. Còn cái người mà mắc cái chứng lệch lạc tình dục theo kiểu phô bày này thì chỉ muốn, đúng là chỉ mục đích chỉ khoe của thôi. Thế thì với những người xung quanh khi mà hiểu được rằng là cái chứng này cũng không gì lắm thì một là làm ngơ, hai là phản ứng mạnh lên thì anh ấy cũng sẽ rút lui. Bây giờ vợ con có mắng chửi hay là có đưa anh ra nhắc nhở thì cũng chỉ làm cho anh cảm thấy bẽ bàng và xấu hổ, nhưng không thể làm cho anh hết được cái chứng lệch lạc kia. Anh chỉ có là lần sau anh sẽ kín đáo hơn, anh ấy sẽ không lộ liễu để mà những người quen biết hoặc là để cho đến tai vợ con và người thân biết thôi, chứ còn thì chắc là nó không hết được cái đó đâu. Anh ơi, không không thể hết được ạ. Cái này em vẫn định là em hỏi chương trình là coi thử ở ngoài Hà Nội có cái trung tâm hay là cái chỗ nào đó thì anh có thể giới thiệu cho em để em nói vợ nó đem nó tới đó. Em cũng nghĩ là như vậy, tại em nghĩ là bệnh chứ cái người mà người ta cho dù người ta có đòi hỏi cỡ nào chăng nữa thì người ta cũng làm kín đáo, chứ ai lại đi vô trước mặt người ta như vậy, thì có Đúng phải là rồi. em nghĩ là bị bệnh nó mới làm như vậy, nhưng người bình thường không bao giờ làm như vậy. Vâng. À, nói với cô vợ là cô vợ đang ở Hà Nội đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng, cô vợ có nhiều thông tin ở Hà Nội hơn, tìm tới các cái trung tâm tư vấn và từ đó thì các bác sĩ sẽ chỉ cho là vấn đề lệch lạc tình dục này thì nên gặp ai nhé. Vâng, em xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bắc Ninh. Vâng ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Và cái sức khỏe sinh sản của em bây giờ, quan hệ bây giờ sao mà nó không có con ấy ạ? Làm như thế nào được ạ? Vâng, bạn lập gia đình đã lâu chưa ạ? Dạ em nó cũng mới lập gia đình ấy ạ.
Vâng. Nhưng mà em quan hệ thì nó lại thế nào mà nó cứ đau rát ở trong ấy ạ. Vâng, và rất là lo lắng, không biết là cái hiện tượng đấy là biểu hiện của bệnh gì đúng không ạ? Vâng. Vâng, bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng. Chị chào em. Vâng ạ. Ừ, em ơi, em kết hôn được bao lâu rồi? Em kết hôn được 2-3 tháng chị ạ. Nhưng mà em quan hệ với chồng em nào nó cứ đau rát ở trong ấy ạ. Chồng em có cho vào thì sao mà nó... Còn em quan hệ với tôi sao mà nó bị rách mặt chi, nó chảy máu ấy ạ. Ừ. Tức là em đã kết hôn được 2-3 tháng và khi mà quan hệ với chồng thì cái đầu tiên là nó cứ chảy máu, đúng không? Thế vâng nhưng ạ. Mà chảy máu chỉ ở trong một vài lần đầu thôi chứ. Một, vâng, hai có, lần chỉ đầu. Chỉ có một lần đầu tiên thôi đấy ạ. Ờ, chỉ có một lần đầu tiên mà chảy máu thì không đáng lo ngại, bởi vì đấy là một cái biểu hiện là nó là của cái rách màng trinh ấy em. Vâng. Đó, thì cái người mà quan hệ lần đầu tiên nó có thể cái màng trinh nó bị rách và nó thường có biểu hiện ra máu. Và vâng, sau đấy thì là nó không ra máu nữa rồi chứ gì. Từ thai trở đi thì là cái chất nhờn nó ra trong thì nó không ra máu nữa. Ừ, thì nó không ra máu nữa. Thế thì bây giờ là nó cứ cứ đau rát à? Vâng ạ, chồng em cứ đưa cho chồng em thì đút sao mà nó không bắt vào tít bắt sau ấy được ạ. Ừ, cái đó thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Cái thứ vâng nhất là về cái quan hệ thì không biết là nó có cái khúc dạo đầu của các em ấy nó có đủ không? Ví dụ cái khúc dạo đầu đủ để hai người hưng phấn rồi là kích thích và nó đủ để cho em có thể tiết nhờn và các cái cơ ở bộ phận sinh dục ấy nó mềm ra và nó sẽ thuận lợi cho cái việc mà anh ấy đưa vào. Đúng không? Vâng. Vì tất cả nó mềm mại và là nó lại có chất nhờn. Nếu như theo như sinh lý bình thường nó là như thế và cái anh con trai anh ấy cũng cũng biết cách làm cái màn dạo đầu cho tốt. Còn cái này thì nó có co giãn không? Cho nhiều cho vừa bạn anh ấy đưa vào đưa ra thì nó có co giãn không ạ? Có, nhưng mà nó lại phải có thời gian để cho sinh lý của em ấy nó đảm bảo những cái chuyện như là chị vừa nói xong nhá. Thế còn nếu mà vội vàng quá thì nó như là mình chưa được chuẩn bị ý, và bên kia thì cứ tấn công liên tục ấy, tấn công ngay ấy, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng đau rát và chính là ở cái bộ phận sinh dục của mình khi mà không, nó chưa mềm mại để nó sẵn sàng đón nhận ấy, thì cái việc mà tức là cái chất nhờn nó phải ra nhiều thì mình đỡ đau rát, nó phải ra thì đủ và nó phải mềm nhá, thì nó sẽ đỡ đau rát hơn. Còn một cái yếu tố nữa mà rất là đầy đủ rồi, cái khúc dạo đầu cũng rất tốt rồi, chất nhờn cũng ra tốt rồi, thế nhưng mà nó vẫn đau và như em nói là nó không thể vâng vào được. Vâng, xong thì vào được chị ạ, được mấy tuần nay thì vào thử ạ. Thế có nghĩa là cái giai đoạn rốt đan nó qua rồi, đúng vâng không? Và bây giờ nó thuần thục rồi, nhờ? Vâng, vâng, ừ, thì vâng nó hết đau rát rồi gì? Dạ, dạ. Thế thì là tốt rồi, đúng không? Cái chuyện vâng các em mới và bây giờ nó đã quen rồi, thì không còn vâng chuyện gì nữa. Vậy vâng thì em còn lo lắng đến cái việc gọi là chưa có con à? Vâng ạ, em chưa có con, rồi kết hôn 3 tháng rồi. Và mới có và mới có 3 tháng nhá. Cái này thì mình phải quan hệ lâu thì mới có con à chị? À, nó cũng không hẳn. Có người thì ngay lần đầu tiên đã có con, nhưng có người thì 3 tháng, thậm chí phải 1 năm sau thì nó mới có thai. Thế thì bây giờ nó lại phải có cái cách mà tính theo chu kỳ kinh nguyệt ấy. Đầu tiên là kinh nguyệt của em có đều không? Kinh của em thì tháng đấy tháng mất đấy ạ. À, thì tháng được tháng mất có thể là một trong những cái nguyên nhân mà nó làm cho mình chậm có thai nhá. Và nó cũng lại là cái việc mà khó khăn trong cái việc tính cái ngày rụng trứng để mà mình quan hệ vào những cái ngày rụng trứng đó. Vì kinh nguyệt của mình nó không đều, tưởng tượng ra rằng là có khi trong 3 tháng đấy thì lại chậm mất một tháng là do không có kinh rồi, không có cái sự rụng trứng rồi. Vâng, nhưng mà kinh mà thấy mất kinh xong khoảng 3-4 ngày thì quan hệ được không chị? Nếu mà nói đến cái ngày rụng trứng ấy, lại phải tính đến cái chu kỳ kinh nguyệt thường nó là bao nhiêu ngày. Và vâng cái việc mà nó cứ tháng được tháng không thì em có nhận dạng ra được rằng là như vậy là cứ quy luật là người ta thì là 28-30 ngày, còn mình là phải 60 ngày. Thì liệu vâng nó có đều đặn 60 ngày không để mình tính cái ngày rụng trứng? À, cái việc của em nó hơi khó khăn trong một chút trong cái chuyện là để cho cái con tinh trùng nó gặp cái quả trứng ấy thì nó phải đúng vào cái ngày rụng trứng, thì dựa vào chu kỳ kinh nguyệt nó hơi khó. Nếu
em mong mỏi cái chuyện là có bầu nhanh ấy thì phải dựa đến cái theo dõi từ bên ngoài, tức là mình đi siêu âm ấy thì người ta có thể theo dõi cái sự lớn lên của trứng ấy, và người ta biết được cái ngày, cái khoảng ngày nào là trứng sẽ rụng, và lúc đó thì mình sẽ tập trung quan hệ vào cái ngày đấy. Còn bây giờ em dựa vào cái chu kỳ kinh nguyệt của em thì nó bị khó rồi nhá. Tuy nhiên chị vẫn muốn nói rằng là mình mới kết hôn 3 tháng và cái đặc điểm của mình là kinh nguyệt không đều thì cũng đừng nhưng mà chồng em mà cứ quá. một tháng là lại cứ quan hệ 4-5 lần, quan hệ đều thì có là có con không chị? Có, một tháng đều đặn 4-5 lần là có, thì đấy là về phía chồng em. Còn đều đặn 4-5 lần mà lại vào cái tháng mà em lại không có kinh, tức là không có sự rụng trứng, thì cũng không có cách nào cả. Bởi vì phải có trứng và phải có tinh trùng. Tinh trùng vẫn cứ vào đều đặn, nhưng mà trứng thì lại không rụng đều đặn. Tức là tinh trùng không nhập vào được trứng đấy ạ, lại đi ra chỗ khác mất đấy ạ. Đúng rồi, thì nó lại đi ra ngoài, chứ nó không nằm ở đấy. Nó chỉ nằm được ở đấy 2 ngày thôi. Nếu không gặp trứng là nó đi ra ngoài. Tức là cái chất... Tức tinh trùng nó là màu trắng phải không chị? Đấy là tinh dịch, và trong tinh dịch thì nó có tinh trùng. Nhưng mà chồng em có quan hệ sao mà nó cứ thải cái chất trắng. Đúng rồi, thì đấy đấy là tinh dịch và nó sẽ đi ra ngoài. Nhưng mà tinh trùng là nó đi vào trong rồi. Nó tự bơi vào phía trong đường sinh sản của em, ví dụ qua cổ tử cung để vào dạ con, để vào cái vòi trứng ấy. Và khi mà nó vào vòi trứng mà lại đúng cái ngày rụng trứng thì cái trứng của em cũng lại vào cái ống dẫn trứng nhá. Thì chàng với nàng sẽ gặp nhau và sẽ có thể là có thai. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Chắc là bạn cũng đã hiểu hơn về vấn đề sức khỏe sinh sản đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, hy vọng rằng là bạn sẽ có một sức khỏe thật tốt và sẽ sớm có tin vui. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Bắc Giang. Alo. Vâng. Vâng, câu hỏi của em là vợ chồng em lấy nhau được 1 năm rồi ạ. Vâng. Thì đi khám thì vợ em kiểu như là vòng kinh nó không đều, là bác sĩ bảo là nội tiết nó kém ạ. Vâng. Thì trứng nó không phát triển, thì trứng nó nhỏ ạ. Vâng. Thì của em thì bác sĩ bảo của em xét nghiệm thì bảo của em bị yếu, thì là bác sĩ cho uống thuốc, thì của em đi khám thì nó lên, còn vợ em thì kiểm tra thì không là sao, nhưng trứng nó nhỏ thì qua điều trị là cho uống thuốc kích trứng và nội tiết kém ấy. Vâng. Uống thuốc thì vợ em là thì là đi siêu âm trứng thì là nó phải là trứng nó được 1 quả ấy. Vâng. Thì lúc vợ chồng em thì quan hệ thì không được, không là vài đợt sau nữa, thì hiện tại bây giờ là chưa được 1 năm rồi. Hiện tại giờ vợ chồng em là lấy nhau được hơn 2 năm thì vẫn chưa có. Thì 2 đợt thì tiến hành kiểu như là vội, thì bác sĩ bảo thế thì thông dùng cái thủ đoạn là bơm ạ. Vâng. Nó sẽ tốt hơn ạ. Thì 2 lần bơm đấy thì cũng không có. Thì em hỏi là chương trình là liệu điều trị như thế đã đúng phương pháp chưa ạ? Bạn ở Bắc Giang, thế thì bạn điều trị ở đâu vậy? Vợ chồng em đi vào cái bệnh viện sản trung ương, nhưng mà đông quá thì cái cô đấy, cô làm ở trong bệnh viện sản trung ương thì cô giới thiệu ra bên ngoài cửa tư của cô thì nó cạnh bệnh viện luôn ạ. Vâng, và chính cái người bác sĩ đó đã chữa cho vợ chồng bạn 1 năm nay. Vâng ạ. Chắc là cũng tốn kém rất là nhiều tiền rồi. Vâng ạ. Và cái chuyện tốn kém là một phần, nhưng mà cái ao ước mà có con thì vẫn chưa thỏa mãn được. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với bạn nhé. Chị chào em. Chào chị. Qua 2 lần bơm tinh trùng đấy thì em đang lo lắng rằng là không biết là bác sĩ chọn cho em cách đấy là nó có đúng không, đúng không? Vâng ạ. Trước khi để mà chữa, em cũng thấy rằng là tinh trùng yếu này, và vợ thì là dòng kinh không đều, rồi là do thiếu nội tiết cho nên là trứng không phát triển, đúng không nào? Thế và bác sĩ đã có một khoảng thời gian để điều trị cho tinh trùng của em khỏe lên này, trứng thì cũng trưởng thành được, đúng không? Và tiếp theo đó làm cái phương pháp gọi là bơm đó. Thì cái hướng điều trị như thế thì hoàn toàn là đúng. Chứ còn hiệu quả của cái việc mà bơm ấy không phải là lần 1, lần 2 là có ngay, là đạt được ngay. Thế nhưng mà nếu mà không cố lần 3, lần 4 thì có nghĩa rằng là mình cái khả năng để mà có em bé là gần như là không. Vì vậy những cái phương pháp đấy nó cũng là tối ưu nhất đấy. Và kiên trì thôi em ạ nhé. Bởi vì
em bọn em chữa đến hơn một năm rồi. Cái việc mà chữa hơn một năm thì em cũng biết rằng là nếu như mà không chữa thì tinh trùng của em vẫn ở trong cái tình trạng là yếu, trứng của vợ em vẫn ở trong cái tình trạng là không có, đúng không nào? Hoặc là rất yếu vì không có nội tiết. Và hơn một năm đấy là hơn một năm mà điều trị cho cái chất lượng tinh trùng của chồng em và vợ em, và nó khá lên thôi. Thế còn thực thụ để em mong muốn rằng là bằng cái biện pháp mà bơm tinh trùng ấy thì nó sẽ có hiệu quả. Và bác sĩ khi mà bơm thì người ta sẽ theo dõi được là ví dụ cái thời gian rụng trứng nó là thời gian nào và người ta bơm. Nhưng mà hy vọng là như thế, nhưng mà kết quả của nó không phải là 100%. Đôi khi có những người thì ngay lần đầu thì được, có những người lần 2, có những người phải lần 3, lần 4 mới được ấy. Thì mình phải có niềm tin thôi nhá. Và bảo mình tiếp tục. Vợ chồng em này cũng một người đi bơm lần đầu được lần thì 2-3 lần. Vợ em ấy thì bác sĩ bảo là cái nội tiết kém quá với cả vòng kinh không đều, cứ dừng thuốc kích trứng thì nó lại không phát triển. Mà nhiều khi uống thuốc kích trứng có tháng dụng, một tháng nó cũng không dụng. À đấy, ngay bản thân cái tình trạng sức khỏe của vợ em cũng khác những người khác. Người khác chỉ điều trị một lần là sau đấy khỏe mãi, đúng không? Hoặc là được luôn. Nhưng mà em và vợ em thì nó lại là quá yếu, cứ phải phụ thuộc vào thuốc, cho nên là mình phải kiên trì thôi, chẳng còn giải pháp nào cả nhé. Bạn đang nghe rõ gì chứ? Chúc vợ chồng bạn sớm có tin vui nhé. Xin chào bạn. Alo, xin chào. Alo. Bạn. Vâng, tôi nghe đây ạ. Alo, em chào chị ạ. Em đến từ tỉnh Bắc Cạn ạ. Vâng. Em xin chương trình Cửa Sổ Tình Yêu tư vấn cho em là em lấy chồng được 6 năm rồi mà chồng em cứ uống rượu chè về là hay đánh đập em ạ. Vâng. Vâng. Chồng bạn cứ uống rượu chè về là cũng hay có những cái hành vi bạo hành vợ đúng không ạ? Vâng. Và bạn đang rất là buồn lòng về vấn đề này. Vâng, câu hỏi của bạn xin gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng. Bác sĩ sẽ chia sẻ với bạn. Xin mời chị. Vâng, vâng. Chị chào em. Vâng, em chào chị. Thế và hiện tượng mà cứ chồng đi uống rượu về đánh vợ xảy ra 6 năm nay rồi, đúng không? Vâng, không, chị ạ. Từ lúc em lấy chồng là đầu năm 2006 thì cuối năm 2006 em mới có một đứa con. Thế là cách đây khoảng 3 năm thì anh ấy rượu chè về, anh ấy có bè nhẹ xong anh ấy có đá cho em một nhát vào bụng, thế là rất đau, thế là em thấy cảm thấy cũng không khỏe được. Thế cách đây vừa rồi khoảng độ hơn một tuần là em có đi chụp X quang ở bệnh viện, thế là cho biết là em bị rối loạn nhịp tim chị ạ. Rồi bây giờ em đang phải đối diện với cái chuyện là chồng cứ đi rượu chè về và lại đánh em, đúng không? Thế và em có biết nguyên nhân của nó là gì không? Chỉ là vì say rượu hay là cái nguyên nhân đằng sau đó là cái gì nữa không? Dạ, anh ấy là người từ ở Lạng Sơn, anh ấy đến ở rẻ ạ. Vâng, thì làm sao? Nguyên nhân làm sao mà đánh nó phải có nguyên nhân. Một là do người ta say quá, người ta không tự chủ được, xong rồi là người ta cứ đánh đấm lung tung lên. Và trong trường hợp những người như thế thì đến lúc tỉnh rượu thì người ta sẽ biết và người ta sẽ điều chỉnh lại ấy. Hai là nguyên nhân gì nữa không? Dạ chị ạ, chồng em thì có đánh em, xong đó là sáng hôm sau em bảo là lần sau anh đừng nên như thế nữa. Em đi nói như thế để nhắc nhở anh ấy, anh ấy không những không nghe mà anh ấy còn đá tiếp. Vâng, thế thì vậy thì em phải giải quyết như thế nào? Rồi, em phải giải quyết như thế nào? Nói cho anh ấy rằng nếu anh cứ làm như thế là anh ấy vi phạm vào cái gọi là vi phạm vào cái luật gọi bạo lực gia đình không? Anh ấy nói bảo là em là vợ anh ấy thì anh ấy đập vợ chứ anh ấy không đập ai. Dạ, có một lần vừa bảo là chồng em đá em thì em có đi kêu bên công an xóm có giải quyết. Giải quyết xong rồi anh ấy từ đấy là không phải là không đập em mà là anh ấy cứ rượu về là anh ấy bắt đầu chửi lầu bầu mà là mong em chết rồi thế này thế nọ em. Anh còn đi làm không hả em? Suy nhược cơ thể. Em còn đi làm không hả em? Dạ, bây giờ em ốm được 2 tháng em toàn ở nhà thôi chị ạ. Thế còn anh ấy có đi làm không? Dạ vâng, anh ấy có đi làm thợ xây chị ạ. À, thợ xây nhưng mà lại là tự do đúng không?
Vâng, tự do tự do, bởi vì chồng em cũng ít học ấy chị. Nói tóm lại rằng là em đã, cái việc mà bạo lực của anh ấy em đã trình đến công an rồi, đúng không nào? Chị tưởng là anh ấy làm cho nhà nước thì mình sẽ trình tiếp đến cái cơ quan của anh ấy. Thế nhưng mà rõ ràng cơ quan thì chắc là làm tự do như vậy, cho nên các ông chủ thầu xây dựng họ cũng không can thiệp vào những chuyện này. Phải không? Vậy thì em bị bạo lực, em suy nghĩ nhiều và em ốm và em đi khám, em bị suy tim. Em đã nói với nhà chồng chưa? Và nếu như sự hỗ trợ của nhà chồng cũng không có, nhà không chồng cải thiện cũng không được. Có chị ạ. Làm giấy ly hôn nhưng mà em học ít quá nên em không biết làm chị ạ. Em không biết làm thì em ra nhờ chính quyền, em ở ở xã hay ở phường ấy, ở Bắc Cạn. Em ra phường hoặc là em ra xã, người ta sẽ giúp em nhá. Người ta sẽ giúp em viết giấy và em có thể kể chuyện với cả xã ấy, thì là nó có cái tổ tư pháp ấy. Thì em có thể đến và người ta giúp đỡ em, tư vấn cho em cái thứ nhất là cái cách ứng xử như thế nào. Có thể lúc đầu người ta chỉ là hòa giải và biết đâu anh ấy quay lại với em. Nếu không hòa giải được thì người ta sẽ hướng dẫn em các cái bước tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Phú Minh Phượng. Và chúng tôi cũng có một lời khuyên cho bạn, đó là bạn hãy nhờ đến sự giúp đỡ của chính quyền, của các cơ quan đoàn thể, ví dụ như là hội phụ nữ, hội nông dân tại nơi địa phương bạn sinh sống. Một lần nữa xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta cùng chuyển sang một cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Alo. Dạ, em vâng. Chào chương trình ạ. Vâng, xin chào bạn ạ. Câu hỏi của bạn là gì thế? Dạ, ở dưới con gái em là nó lên một cái mụn. Vâng. Mà em cũng không biết là có phải mụn không, nhưng mà em cũng cứ gọi là mụn đi. Vâng. Nhưng mà em đi lại rất là khó khăn, nhưng mà bây giờ nó nằm bên trong, nó bằng ngón tay cái ấy chị ạ. Vâng, thế bạn cứ để 4-5 tháng này đấy ạ. Dạ, em cũng không dám đi khám bởi vì em sợ là nhỡ không may nha, là nó bị cái gì ấy đấy, rồi em chẳng đi khám nữa, rồi cứ để vậy thôi. Vâng. Bác sĩ của chương trình của chúng tôi sẽ chẩn đoán cho bạn qua điện thoại nhé. Xin mời chị. Chị chào em. Dạ em chào chị. Thế là em nói là em có cái mụn mà nó ở phía dưới bìu ấy hả em? Dạ vâng ạ. Em có thấy là nó nằm ở vị trí nào, ví dụ như là tại vì cái bìu thì nó rất là, nó là một cái khối nó cũng lớn, cái khối đấy nó nằm ở phía trên của cái tinh hoàn hay là nó nằm lửng lơ ở chỗ nào đấy? Dạ, nó nằm ngang với lại cái tinh hoàn ạ. Nằm ngang với tinh hoàn. Thế em dạ. Em thấy là nó cái khi mà em động vào thì nó ở cái lớp da ấy hay là nó dính chặt vào cái tinh hoàn chẳng hạn để mà nó không di động được. Tính dạ, chất nó thì nó kiểu nó nằm song song với tinh hoàn thôi ạ. Nhưng mà ví dụ như là em sờ vào này, xong em có cầm được cái khối đấy và lung lay được nó không? Nếu mà em lung lay thì nó cũng khó khăn chị ạ, vì nó đau lắm á. Vì nó đau hay là vì nó cứ dính với ở đâu đấy? Nó dính thì em cũng khả nghi là nó không dính vào trong đó, nhưng mà nó chỉ nằm bên ngoài thôi ạ. Bên ngoài, nhưng mà một lớp da dày nó phủ bên ngoài nữa. Rồi. Thế và em thấy cái khối đấy nó là đặc đặc hay là nó lỏng hay là nó như là nước ấy? Dạ, nó chắc lắm chị ạ. Nó chắc lắm à? Nhưng mà khi mình động vào thì mình cảm tưởng như là nó ở lớp da thôi, chứ không phải là nó dính vào tinh hoàn hay liên quan gì, đúng không nào? Dạ vâng ạ. Thế mà đau mà cứ chịu mà lại sợ à? Dạ em sợ bởi vì em còn hai đứa con nhỏ nên em không dám đi khám. Vì có hai đứa cháu nhỏ cho nên phải đi khám chứ. Đi khám xem nó là cái gì để mà chữa ngay, để bỏ nó đi chứ. Thế bây giờ cứ sợ xong nó to, xong rồi là ví dụ như thế, chị nói ví dụ thôi, nhưng trường hợp của em chắc chưa phải đến mức độ như vậy. Nó to lên nữa, nó nặng lên nữa, xong lại không chữa được. Thế thì
cái cách như vậy thì có phải là vì hai đứa nhỏ không? Hay là vì hai đứa nhỏ thì mình phải đi khám sớm để mình điều trị sớm nếu như là bệnh, để mình phải thật khỏe để mà còn chăm hai đứa nhỏ? Em chọn cách nào? Đúng không? Ừ, cái sợ đấy là sợ vu vơ rồi. Thế thì nghe như em kể thì có thể nói là ngại nhất là cái khối đấy nó mà dính vào tinh hoàn hay cái gì đó thì nó có vẻ như là nguy hiểm hơn. Nhưng đây nó như là một cái mụn và nó nằm ở cái lớp da và tổ chức dưới da thôi. Thế thì nó có thể là viêm nhiễm và cái khối viêm đấy, khối u đấy nó viêm và nó gây đau cho em. Vì vậy là đừng nghĩ xa xôi quá mà cần đi khám luôn đi. Có thể người ta chỉ chích này, như là cái khối áp xe thôi chẳng hạn, người ta chích và một đợt kháng sinh là nó khỏi. Nếu như không phải là như vậy mà nó có thể như là cái gì nó nặng nề hơn nữa thì người ta cũng tìm ra cái cách để mà người ta chữa cho mình nhá. Vâng, chúc bạn cũng luôn giữ gìn được sức khỏe của mình và nuôi các con thật khỏe mạnh. Xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Đấy, dạ em ạ, vâng. Năm Tuyên Toàn đây ạ. Vâng ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì vậy? Câu hỏi của em là tình hình là hai vợ chồng em đến 3 tháng nay rồi kiểu như không sinh hoạt cho nhau ấy, thì là vợ chồng em kiểu như là em cứ vào đòi hỏi ấy, thì vợ em nó không cho, thì vợ em nó bảo là cái này thế nọ, như kiểu như chúng em kiểu như là tức nhau nên là chia tay nhau. Nhưng mà vợ em thì là đi cặp với một người khác. Thế em thì cái đợt ấy thì em cũng vì cái lý do của em thì là cái đứa bạn cũ của em, bạn thân ấy, thì nó cứ hỏi xin em một đứa con, thì chồng nó bị nghiệp ấy, thì em cũng cho. Mà bây giờ là biết cái giờ là nhà vợ em nó biết, thì bây giờ là vợ chồng kiểu như là vợ kiểu như là em đi được thì là vợ em đi được, nó trở lại em như thế. Ông ăn trả bán em. Dạ. Rồi sao nữa? Thì sau đấy thì là vợ em bảo là bây giờ ông đi được thì tôi cũng đi được. Rồi. Thế thì bây giờ là ông đi thì em bảo là thôi bây giờ thì người ta hỏi xin, người ta cũng ở xa, thì bây giờ anh cho rồi thì vợ chồng ấy, thì bây giờ em ba đứa con, ba thằng con trai. Thì người ta cứ bảo là tam nam bất phú, tứ nam bất bần, thì em cũng chót. Thì em bảo thì em nghĩ đi nghĩ lại thế, thì em bảo thì con mình thì ba đứa, thì con trai thì gần may thì là cái con bé này bạn thân ấy, thì em thì là chơi với nhau thì là từ lúc bé đến bây giờ là em đi với chồng 20 năm nay, nhưng mà lại tự nhiên là cộng nhau thế này nói chuyện thì nó mới ngỏ lời. Thì em nghĩ là thôi chẳng mất gì, thôi mình cũng cho, thế nên biết đâu bây giờ là khi mà sinh nở rồi thì bây giờ là kiểu như là hai bên nó vướng mắc quá, thì bây giờ hai bên gia đình ấy, thì cô này cô cứ suốt ngày cô ấy gọi điện cho, thì bây giờ nếu mà vợ chồng anh bỏ nhau thì anh cứ lên trên này anh ở với mẹ con em. Thế nhưng mà vợ em thì nó lại suốt ngày, bây giờ nó lại con thì năm nay 18 tuổi rồi, mà bây giờ nó lại đi cặp một cái thằng coi là năm nay mới có tuổi bằng con mình đấy. Và em bảo là thôi đấy thì cho sinh hoạt, thế nhưng mà vợ em không cho, là tuyên bố thẳng, nó bảo là ông đi được thì ông cứ đi, tôi rồi tôi giữ cái sức của tôi còn cho bạn tôi, người yêu tôi đấy, bảo thế. Thì bây giờ thì em hỏi bác sĩ là bây giờ làm cách gì để cho là ấy. Tóm lại cái một lần mà bạn san sẻ cái đứa con cho cái cô bạn thân của mình thì bạn cảm thấy là đấy là rất là nghĩa cử cao đẹp đúng không? Không hề lỗi lầm gì cả. Chứ còn cái chuyện vợ bạn mà bây giờ lại đi cặp với những anh chàng khác thì cảm thấy là không được đúng không? Cái chuyện này nó đã 3-4 tháng nay là không có quan hệ vợ chồng với nhau đúng không? Vâng. Năm nay nhiều tuổi chưa? Em năm nay thì mới có 43 anh ạ. Thế là vợ bao nhiêu tuổi? Vợ em thì hơn mất 2 tuổi. Tức là vợ 45 á? Vâng ạ, vợ em năm nay 45, em năm nay 43. Thế cái chuyện cô ta cặp cái chàng trai 18 tuổi có chính xác không? Hay là nghe đồn thế hoặc là... Đi suốt ngày anh ạ. Thế à? Vâng, còn em còn đặt máy trên xe, em còn không tin tưởng bạn bè cơ. Em còn đặt máy định vị ở xe máy đấy, ở trong hộ là nay ở đúng ngày, mai ở đúng khác. Thì em cũng... không tin đâu. Thế thì em hỏi thì người ta cũng nói, ta bảo là bây giờ là cái em không tin, thì em bảo là con ba đứa rồi chắc là nó tức thì nó nói thế thôi, nhưng mà em đã đặt cái máy định vị thì ta là nhà nghỉ thôi anh ạ. Thế à? Vâng. Thế thì một lần là nhà nghỉ thì em bảo là vô lý, cái nhà nghỉ này thì lại tại sao nó lại cạnh nhà mình, cách đây có một cây số. Thế một lần là lần thứ một tuần sau thì lại cái nhà nghỉ nó tận ở bên dân âm. Thế thì em mới vào, thì em xong em không tin, em lại đứng ở ngoài quán nước em xem từ lúc bắt đầu vào đến lúc từ 12 giờ trưa mà đến tận 5 giờ chiều bắt đầu mới vác mặt ra với nhau. Thế biết thì được chàng trai kia không? Em biết ạ. Và thế thì lại làm cùng công ty với vợ em. Đấy. À, tức là đồng nghiệp luôn. Vâng, đồng nghiệp luôn đấy. Cái thằng mà cặp này hiện nay là đang cũng có gia đình rồi, nhưng mà mới cưới nhau được hơn một năm. Đấy. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng.
Rồi chào em. Ba cháu nhà mình, ba thằng con trai đúng không? Lớn thằng bé nhất là bao nhiêu tuổi rồi? Thằng lớn nhà em thì năm nay là được sinh năm 2000 ạ. Ồ. Vâng. Quanh đi còn lại có lên ông nội bây giờ ấy nhỉ? Vâng, đấy. Khi mà mình ví dụ rình bắt rồi đặt định vị rồi đó kia thì đã nói chuyện với nhau thế nào? Cũng nói chuyện đấy, em bảo là cô như thế là con thì nó lớn rồi mà cô giờ là cô lại đi cặp một cái đứa bằng tuổi con mình ấy. Thì cô nghĩ như thế nào, nhưng mà nó bảo là tôi lại thích tuổi trẻ cơ. Thật ra là mình sai. Cái chuyện thôi thì không ai dám nói chắc 100% rằng đàn ông không có chuyện nọ chuyện kia ở ngoài. Nhưng cái chuyện làm từ thiện cho cô bạn thân ngày xưa mà lại có một đứa con, một đứa con bây giờ nó hiển hiện ở trên đời. Mà rồi đến tai vợ thì vợ cay lắm chứ. Bởi vì đây là cái mình biết, biết đâu ngoài cái cô này ra còn ti tỉ các cô khác, ông này lại có cái tính từ thiện ai xin cũng cho. Thế mà từ trước rồi mình cứ thủy chung với ông, có phải lãng phí không, khổ thân mình không, mình thiệt thòi chưa. Bây giờ cô ấy cặp bồ công khai chỉ để nhằm thỏa mãn cái cơn tức ở trong người cô ấy, và cũng là một biện pháp trừng phạt để cho thấy rằng à, anh cứ nghĩ rằng là anh là đàn ông, anh thích cho ai thì cho à. Thế thì tôi cũng thế thôi, mấy cháu nó còn trẻ, nó bảo nó xin cô một cái, tôi cho nó một cái. Bây giờ thế này, vâng. Thật ra một người phụ nữ 45 tuổi quay đi quay lại 3-4 năm nữa thì rồi nó cũng chững lại, nó cũng thành một cái người lớn tuổi rồi. Cô cũng sẽ khao khát có cuộc sống gia đình êm ấm, rồi sắp tới để lo cho thằng cu lớn học đại học, rồi có người yêu, người đương, rồi thậm chí vân vân các thứ. Nếu cô mà là cái người có tính lăng nhăng, lăng loàn mà, thì cô làm ngay từ ngày trẻ, chứ chả phải đến lúc mà bây giờ thành một cái bà 45 tuổi. Nhưng mà đây là uất quá, ức quá, và tự nhiên cảm thấy thất vọng vô cùng, rằng là mình sống tử tế để cuối cùng chẳng được gì, nó cũng phản bội mình. Chứ còn một người ngoại tình ăn vụng ấy, người ta sẽ ăn vụng kín đáo lắm cơ. Đây hình như cứ cố tình cho em thấy ngủ ở một nhà nghỉ gần, cách ngay gần nhà, thậm chí cũng còn rất hớ hênh để cho em biết, chỉ để cho ông phải cay là ông đã làm tôi đau thế nào, thì bây giờ tôi cũng cho ông thấy ông cũng phải cay như thế. Mình phải có một cuộc nói chuyện tử tế đàng hoàng, nhún mình một chút đi, đừng có đổ lỗi là sao cô phần đấy tuổi rồi, bây giờ cô đi gặp với cái thằng nó bằng tuổi con cô. Mà phải nghĩ thế này này, anh sai. Đợt rồi thật sự đúng là cái hôm ấy cái lý do nó đưa đẩy rồi vân vân, thế thì chuyện nó đã lỡ xảy ra rồi, bây giờ em có trách anh, em có chửi anh, em có phạt anh thế nào anh cũng xin chấp nhận, nhưng anh không muốn cái gia đình này tan nát. Mình có ba thằng cu rồi, chúng nó đang ở cái tuổi mà lớn nhất mới 18, còn chắc đám kia cũng mới có mười mấy thôi đúng không. Nó cứ thấy bố thì đi làm từ thiện tình dục, mẹ thì đi lái máy bay, rồi cái đám ấy nó sẽ hỏng, nó sẽ đổ vỡ một cái gia đình không đáng có. Thế thì em nhún, em xin lỗi. Bây giờ em chửi anh cái gì cũng được, em phạt anh cái gì anh cũng chấp nhận. Nhưng em đừng làm những cái chuyện đó, anh biết em cũng không phải là người tệ bạc. Em làm cái đó chỉ vì em tức anh thôi. Mình nói thẳng luôn như thế đi. Thế thì đừng tức cái kiểu ấy. Cái đấy thì chỉ chưa bao giờ, chưa ở đâu mà ông ăn trả bà ăn em thì dẫn đến cái kết quả tốt cả. Chỉ có dẫn đến cái tan nát gia đình thôi. Mà cái mà phút bao nhiêu năm nay mới gây dựng được, tiếc lắm. Thôi bây giờ, anh thề là anh, đây không bao giờ rồi. Từ mai đi chịu khó làm ăn, rồi anh sẽ là người chở xe ôm cho em, anh sẽ là người lái xe riêng cho em muốn làm gì thì làm vân vân. Nhưng tuyệt đối tất cả những thứ mà mối quan hệ thì phải nghiêm túc, phải đàng hoàng. Mình phải nhận sai về mình, chứ mình cái sai của mình thì mình lờ đi, xong mình cứ lên án người ta là cô bây giờ đi cặp bồ rồi, trẻ rồi, cô nhố nhăng rồi, cô mặc váy ngắn váy dài vân vân. Cô sẽ nói ngược lại thôi, tôi chỉ đi đòi cái tôi bị phản bội. Tôi cũng đi làm từ thiện, anh làm từ thiện được, tôi cũng làm từ thiện. Anh thì cho mấy bạn thân của anh thì tôi cho mấy cháu trẻ, nó mới lớn, nó chưa biết gì, thì tôi cho cái cháu nó biết mùi đời. Thế thì mình làm gì được người ta, đúng không? Nhún nhá, trong trường hợp này rõ ràng mình là sai đấy. Mà mình đẩy cho cô đến cái đường như thế này ấy là ở mình. Chứ chẳng một người phụ nữ nào 45 tuổi sung sướng gì mà đi gặp với mấy cháu trẻ, trẻ thế này thế khác đâu. Rồi vài ba năm nữa cũng bước vào tuổi tiền mãn kinh, lúc ấy có khi cuộc sống nó người ta còn lo những thứ khác, chứ không phải quá say đắm với cái chuyện là tình dục với trai gái đâu. Ở đây cái ứng xử là ở mình là quan trọng, đặc biệt là nhún mình đi, kể cả xin lỗi đi, tự tát vào tay mình cũng chả làm sao cả. Làm sao để cô thấy rằng mình có sơ suất, nhưng bây giờ anh biết ăn năn hối cải, cũng khổ thân, nhìn mặt ông nó cứ méo mó đi cũng thấy tội. Thôi dọa thế cho ông ấy biết sợ thế là được rồi, ví dụ như thế. Đợt này là cô đang muốn là
thậm chí làm một số việc cho nó công khai, cho mình thấy mình đau, mình cho thấu hiểu, cho một bài học, cho biết đời đó. Thế thì mình nhận ra là bài học anh đau lắm. Nói thật đúng là khi nào đặt vào hoàn cảnh là em đi làm từ thiện cho người khác ấy, anh mới ngẫm thấy anh đau. Thế còn cái lúc mà anh đi với cái cô bé kia, thật ra nó là đưa đẩy, và anh nghĩ là đúng là cũng lại đơn giản. Anh đấy, anh sai rồi nhá. Rồi, bạn đã nghe rõ gì chứ? Xin chào bạn và hy vọng là bạn sẽ tìm được cái hạnh phúc gia đình của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Phước. Alo, Bình Phước đâu ạ? Vâng, đây. Vâng. Tôi hỏi là năm nay tôi 55 tuổi mà vấn đề sinh hoạt tình dục tôi lúc này nó kém. Vâng. Tháng có khi một lần, có khi không khái nào, không lần nào. Vâng. Mà hiện là vợ tôi nó cứ muốn đòi hỏi, ham muốn, vì vậy thì tôi hỏi bác sĩ phải làm sao. Anh năm nay là chính xác là bao nhiêu tuổi ạ? 55 tuổi. 55 tuổi, thế còn bà ý thì là bao nhiêu tuổi ạ? Bà ấy 54 tuổi. À, tức là kém nhau có một tuổi thôi. Ờ, thế là đông con nhiều cháu chưa ạ? Ờ, tôi được 3 con, với lại mới có một cháu. À, tức hai là cháu. Cũng có cháu nội, cháu ngoại rồi đúng không ạ? Không, mới có cháu ngoại. Vâng, thế và theo như anh nói thì là cái đợt này, tức là cách đây bao lâu là cảm thấy là kém? Khoảng 3 tháng này. À, mới có 3 tháng này thôi, đúng không? Và ao ước của anh thì luôn luôn nó phải như hồi trai trẻ đúng không? Và kể cả bà xã thì cũng mong muốn điều đó. Mà mình thì lại chả làm được điều đó. Đâm ra là cảm thấy là thiệt thòi quá. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng, chào anh. Từ trước đến giờ khi mà vợ chồng quan hệ ấy, thì là anh là chủ động hay là chị có người tham gia vào cuộc ấy, hỗ trợ gì không? Anh chủ động. Đàn ông ấy thì nó không phải là cái lò than vĩnh cửu, nó cũng chẳng phải một cái máy đa năng để mà lúc nào cũng xình xịch đúng không? Cái tuổi 30, 35 thì còn tạm, sau 35 tuổi rồi, để mà đàn ông hứng khởi được thì rất cần có sự hỗ trợ của đối tác. Có nhiều ông cứ nằm ì ra tưởng là ngủ chết rồi. Ơi thế nhưng mà được cái đối tác bên kia, người ta cũng năng động sáng tạo, người ta lao vào cuộc, người ta cũng sắn tay áo lên người ta làm. Ôi thế mà rồi ông ấy vùng dậy, ông ấy mạnh mẽ, từ một con gấu ngủ đông mà trở thành một con mãnh hổ. Thế thì tôi muốn hỏi thế này bởi vì nói rằng là anh thấy anh nhận thấy anh kém, nhưng mà ở đây thì có lẽ có một phần ở phía chị. Từ trước nay là chị cứ nghĩ rằng là anh cứ phải là cái máy, mà cái máy sử dụng mấy chục năm nay rồi thì nó cũng phải đến lúc phải đại tu. Thế mà con người thì lại không đại tu được, thành ra rất cần có sự hỗ trợ của bên kia. Cái thứ hai là anh cũng phải tự khám phá bản thân. Có những anh thì với vợ thì trơ ra, nhưng mà với những chuyện khác, xem phim vẫn thèm khát. Thế nhưng mà chỉ khi nằm bên vợ nó ngoẽo thì đây là yếu tố tâm lý, là do ui trời nhàm chán quá, bà mới 54 tuổi rồi, bà lại còn mãn kinh nữa, cái đó nó lại còn khô nữa. Thế xong bà thì trước giờ cứ nằm ì ra, chả có cái tí gì, người thì béo, vân vân. Tất cả những cái đó nó làm cho mình chết cảm xúc đi. Thế thì anh bây giờ phải, việc đầu tiên là anh xác định bản thân là anh không phải vấn đề gì, không phải liệt dương, không phải yếu sinh lý, mà do yếu tố tâm lý chẳng hạn. Thế thì yếu tố tâm lý thì mình phải khắc phục tâm lý. Thế còn nếu mà không bao giờ, dù có dùng máy mà nó kích thích, nó không bao giờ nó lên được ấy, thì anh phải lưu ý đến cái việc đi kiểm tra xem ở cái tuổi mình rồi, mỡ máu, tiểu đường, rồi là gút, rồi nhiều thứ, tim mạch, nó có thể ảnh hưởng đến cái yếu tố gọi là nhu cầu tình dục. Còn nếu loại trừ không tim mạch, các cái bệnh tổng thể của cơ thể không có vấn đề gì, thì mình tập trung vào yếu tố tâm lý. Yếu tố tâm lý ở đây do, tức là vợ thì cũng già, vợ lại còn không chủ động, mình thì cũng đến cái tuổi nó cũng, cái lò than này cần phải một người mà thò miệng vào để thổi để cho nó bùng lửa, thì lại cứ nằm chờ, đúng không? Có lẽ vợ chồng phải trao đổi chuyện cho, thậm chí cũng làm, nói chứ tuổi này 54 rồi, đôi khi cũng dỗi hờn là anh cả tháng nay không làm gì, mà có biết đâu là mình yếu, lại cứ nghĩ là chắc là ông ấy chê mình già, chắc ông đổ ở đâu rồi, lại có khi còn nghi ngờ là anh có bạn gái rồi, anh ấy ở bên ngoài rồi, cho nên về mới lại không cần đến vợ. Thế ở đây mình phải làm những động tác tâm lý để cho cô yên tâm rằng là anh có như thế cũng nghĩa là
cũng là cái tuổi 55 rồi, cái máy nó cũng đến thời kỳ thế, chứ không phải là anh đổ đi đâu mà để không cần em. Người phụ nữ đôi khi cũng không phải tuổi 54 cần một người chồng ôm ấp và nói rằng là trông vẫn ngon phết hay là thế này thế khác, thậm chí một vài những động tác âu yếm kích thích là cũng đã được rồi, chứ cũng không phải cứ phải làm huỳnh huỵch như là thời trai trẻ. Nhưng mà đây chắc là cũng muốn thử nghiệm anh xem là có phải rằng là nhiều người phụ nữ ngoài 50 không cần tình dục nữa, nhưng mà cũng cứ đòi chỉ để kiểm tra xem mà lão có còn được không, mà lão không còn được đáp ứng cho mình, tức là suy ra lão đi nhà nghỉ hoặc là đi có bồ. Thế thì ở đây anh phải giải tỏa được cái tâm lý ấy nhá. Thế rồi cùng nhau đi, thỉnh thoảng vợ chồng đưa nhau về quê, về quán, đi lên Đà Lạt, Đà Liếc, xuống Vũng Tàu, Vũng Tiếc đi. Tôi già thì già, nô dỡn nhau ở dưới biển ấy, tối về thì chả cần con, cần cháu gì nữa. Hai ông bà vào trong cái nhà nghỉ, ga giường nệm mút nó trắng, tinh trắng toang, lại vừa ăn nhiều hải sản, ăn hầu, ăn sò nữa. Ơi biết đâu nó lại được, để mình khơi lại, để chỉ để chứng tỏ rằng là vẫn còn rất là quý nhau. Không phải là vì là chán vợ hay là đồ ở đâu đó nhá. Rồi, anh đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ ạ. Hy vọng là chắc là anh Đinh Đoàn cũng đồng tuổi với anh thì anh sẽ chia sẻ rất là thật lòng đấy. Anh hãy làm theo những cái gì anh Đinh Đoàn nói nhá. Chào anh. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Tuyên Quang. Alo, xin chào bạn trẻ từ Tuyên Quang. Alo, em chào anh ạ. Vâng. Bởi vì câu hỏi của em, bởi vì em quan hệ với em dì ruột của vợ mình bây giờ có thai, em thấy khó xử lý quá anh ạ. Bởi vì em thì người dân tộc ấy, thì bây giờ hai bên gia đình từ em và từ cả em dì nữa thì vợ chồng em muốn mâu thuẫn với nhau anh ạ. Em bây giờ em chỉ muốn chương trình tâm lý giải tỏa cho em cái tâm lý nào để ổn định về cả hai mặt. Bạn có nói là bạn đã có quan hệ tình dục với em dì vợ, tức là em gái vợ đúng không? Vâng ạ. À, em gái của vợ và cô ta đang hiện ta có thai đúng không? Vâng ạ. Thai lớn chưa? Từ được 6 tháng nhưng mà nhé ra thì vợ em không biết đâu, bởi vì một lần em say rượu ấy. Vâng. Thì bỏ máy ở nhà thì em thì có nhắn về bảo mai con đẻ ra thì cho gọi bố hay là gọi bác được. Em với say rượu thì em chả biết cái gì, vợ nhìn thấy là theo dõi dần thì mới biết tình cảm quan hệ của hai chị em ạ. À thế à? Thế còn đối với người vợ của bạn thì các bạn có mấy đứa con rồi? Lấy nhau em lâu có chưa? Có hai cháu rồi ạ. À có hai cháu và đã lấy nhau chắc cũng có một cái khoảng thời gian dài rồi đúng không? Và cái quan hệ của các bạn là quan hệ lén lút? Bởi vì em gì đấy thì ở miền Nam ra đến sân bay nổi đấy anh. Thì là bảo em xuống đón thế, về đến Việt Trì Phú Thọ đấy, trời nghiêm mưa anh ạ. Thế là hai đứa bảo thôi thì em có cái quán nó trọ không thì vào đấy trọ, chẳng may là mưa nó cả đêm rồi là chúng em xin chuyện nha anh. À thế à? Vâng. Cơ hội đến bất chợt đúng không? Vâng. Chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Chị chào em. Vâng. Chị cũng đã nghe em nói chuyện với anh Thành Văn rồi. Và hiện nay thì gia đình bên nhà em là từ em và cũng từ luôn cả em dì đúng không? Vâng. Thế bây giờ cái em gì đấy thì ở trong miền Nam hay là ở... Vừa vào Nam được một tháng rồi. À, tức là sau cái thời gian mà đi ra Bắc thì lại vào Nam rồi. Chị hình dung là em của vợ em là đi làm ăn ở miền Nam và có một cái đợt đi ra ngoài miền Bắc chơi đúng không? Vâng. Ừ. Thế chị hỏi một chút này, tức là sau cái lần mà gọi là do hoàn cảnh nọ kia đấy thì sinh chuyện thì hai em có qua lại với nhau không? Có ạ. À thế à, tức là sau cái đợt đấy thì là hai người quan hệ yêu đương. Vì là em nghĩ là em đã có một lần quan hệ với cô em vợ này rồi, cho nên em không thể thay đổi được và em cứ phải tiếp tục đúng không? Thế và cô em vợ thì cô cũng lại vẫn muốn cái chuyện đấy tiếp tục xảy ra, tức là muốn cái quan hệ yêu đương giữa hai người. Có lúc nào hai em cảm thấy là lo lắng hay là băn khoăn vì chuyện là hiện nay thì đương có vợ rồi có con và người vợ đấy lại chính là chị ruột của cái cô người yêu kia không? Em cũng nghĩ thế nhưng mà chả biết cái chuyện nó đã lỡ rồi. Không biết làm nào, coi như là cứ thế để cho nó cuốn theo thôi. Đúng không? Có thể nói là trong một thời gian cũng nếu tính đến bây giờ mà cái thai 6 tháng thì hình dung là các em cũng đã có quan hệ với nhau quãng 6 tháng đúng không nào? Chỉ có khoảng 1 tháng lại đây là cô em vợ cô đi vào miền Nam thôi. Thì là không có cái mối quan hệ. Thế cái dự định của em và cô em vợ là như thế nào? Thế thôi thì em gì đến
30 tuổi rồi kìa. Thế thì em cũng hỏi hết câu chuyện đấy thì em mới bảo thôi thì cái gì ấy, kệ nó là nên kệ. Và cũng cứ muốn là bên cạnh vợ thì mình cứ có cái quan hệ với em gì song song à? Vâng ạ. Nhưng mà việc làm đấy thì nó có phù hợp với pháp luật và với cái chuẩn mực chung trong xã hội không? Theo em ý. Thì em nghĩ là chắc là không có như thế đâu chị ạ. Nhưng mà bây giờ em khó nghĩ quá chị ạ. Cũng không biết làm như thế nào đúng không? Vâng. Thực tế là như thế này này, xét về mặt pháp luật là chế độ hôn nhân một vợ một chồng đúng không? Vì thế thì mỗi người chỉ có thể là có một người vợ thôi. Thế và trong vấn đề về mặt đạo đức thì cũng như vậy. Tức là người ta không thể có một cái quan hệ ở ngoài luồng. Và đặc biệt ở trong trường hợp này lại là quan hệ với chính cái người em của vợ mình. Thế thì trước cái việc mà gia đình biết và phản ứng gay gắt như này thì cái lựa chọn của em bây giờ sẽ là như thế nào? Thứ nhất là em định về với vợ, nhưng vợ bây giờ nói xin lỗi hết cả gia đình và ấy thì cả vợ nó cũng chả không chấp nhận em nữa thì em chẳng biết nghĩ thế nào nữa. Em cố gắng để làm thế nào gia đình hiểu và chấp nhận mình nhé. Đấy là cái mà có lẽ là chính em cũng đang mong muốn phải không nào? Thế và chị hy vọng rằng là sau một cái nó có thể xem như là một cái sốc rất là mạnh đấy, đúng không? Từ phía vợ em cũng như là gia đình thì hy vọng có thể vợ em nó sẽ bỏ qua và quay lại được với nhau. Nhưng phải trên tinh thần là gì ạ? Là phải cắt đứt được cái mối quan hệ kia phải không nào? Nhớ chứ nếu cùng một lúc mà lại có mối quan hệ thì chắc là vợ em không thể chấp nhận được đâu. Đấy là một hướng. Thế còn nếu như mà em đã cố gắng nỗ lực hết mức rồi mà vợ em vì cái lỗi lầm của em mà không thể tha thứ và cương quyết là sẽ chia tay thì lúc bấy giờ chắc là nó sẽ rẽ sang một cái hướng khác em ạ. Tuy nhiên trong trường hợp này thì vì mình đã lấy nhau lâu, cũng đã có với nhau hai mặt con rồi phải không nào? Thì cái việc mà gìn giữ gia đình em đương có cái mong muốn như thế thì chị thấy là nó cũng hợp lý. Thì mình hãy cố gắng thêm một chút nhá. Chị chào em. Vâng, bạn đã nghe rõ những lời tâm sự của chị Nguyễn Thị Mùi rồi chứ? Hy vọng bạn sẽ giải quyết được. Xin chào bạn nhé. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Long An. Alo, em chào anh. Vâng, chào bạn. Dạ, câu hỏi của em là anh làm em nay em muốn đến chương trình, nhà chương trình giúp em là làm sao giúp cho ông xã của em có hỏi được chứng minh đồng tính anh. Chồng của bạn là người đồng tính à? Dạ. Làm sao bạn biết được? Anh ta nói với bạn à? Dạ, tại vì em cũng nhiều lần nghe những anh làm chung ảnh nói rồi, với lại em cũng bắt gặp được tin nhắn của ảnh á. Rồi xong rồi em cũng hỏi rõ là ảnh cũng chấp nhận là ảnh cũng đã bị như vậy á anh. Thế à. Các bạn lấy nhau lâu chưa? Dạ, em lấy nhau cũng mười mấy năm rồi anh ạ. Lấy nhau mười mấy năm rồi và có con chưa? Dạ, em có ba đứa bé rồi anh. Thế à. Và anh ta cũng thú thật với bạn là anh ta bị mắc cái chứng đồng tính liên ái chắc là từ lâu rồi đúng không? Dạ, anh nói là từ chưa khi gặp em đó anh. Và bạn rất là mong muốn chồng mình bỏ hẳn cái chứng đó đi đúng không? Dạ, đúng anh. Chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý của chương trình sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ, chị chào em. Dạ, em chào chị. Em có nói là em nghe tin nhắn này rồi là sau đó là em hỏi thì chồng em cũng đã thừa nhận cái chuyện là có cái việc đồng tính liên ái. Thế và những cái mà hiện nay anh ấy đang có đấy thì nó biểu hiện như thế nào? Dạ, như là thí dụ như mỗi khi về nhá thì coi như là anh nhớ nhung rồi anh suy nghĩ, nhiều khi anh vô tư á, rồi với lại ảnh bằng mọi giá là ảnh phải nhắn tin hay là hoặc gọi đến hỏi thăm cái người đó rồi ảnh mới bình thường vui vẻ, chứ còn nếu không là trong lòng ảnh làm như cảm giác như là ảnh bực bội trong người á chị. Vậy à. Tức là hiện nay là nó có ở cái những cái biểu hiện như là anh ấy quen biết và thân thiết đúng không? Thậm chí là thương nhớ một cái người nào đó mà cùng cái giới tính với mình phải không? Nó còn có những cái biểu hiện gì khác không hay là chỉ như vậy thôi? Dạ thì nói chung là giống như ảnh lo và ảnh thương nhớ vậy. Lo lắng quan tâm nhớ nhung dữ lắm. Thế cái tình cảm của em và anh ấy thì như thế nào? Thì đôi khi thí dụ em cũng biết ảnh là như vậy và em cũng cố mà em gượng để mà vui vẻ ráng mà khuyên ảnh này nọ kia thì
em cũng dán, em nhịn rồi để cho ảnh bỏ, thì đôi lúc cũng được vài ngày xong rồi ảnh cũng tốt với em, xong rồi vài bữa lại giận hờn vô cớ này kia kia nọ. Rồi cứ cái tình trạng nó lặp đi lặp lại như vậy á chị. Ừ, chị hỏi một chút này, trước khi những cái người bạn của chồng em nói với em này, rồi em nghe tin nhắn này vân vân này, thì cái cuộc sống vợ chồng của các em nó như thế nào? Thì trước đó thì em không có biết là như vậy, nhưng mà em thấy cái tình cảm chia sẻ em biết. Em nghĩ là ảnh ra đường chắc quen kiểu như con này con nọ thôi. Em biết em khuyên ảnh, thì mỗi lần em khuyên là ảnh đòi ảnh bỏ đi. Rồi ảnh chửi bới này nọ kia, ảnh nói quen ai mà quen này kia kia nọ. Rồi một thời gian cũng mấy năm rồi gia đình cũng lục đục kiểu đó đó. Rồi xong rồi sau này em mới phát hiện là ảnh như vậy. Ừ, thực ra thì thế này em ạ, cũng có một số người thì có một cái khuynh hướng, ở đây người ta gọi là làm cái khuynh hướng yêu những cái người mà cùng giới của mình em ạ. Cái xu hướng chung của thế giới thì người ta không gọi đấy là bệnh nữa, mà người ta gọi đấy là một cái khuynh hướng. Và cái này thì nó cũng không phải là chỉ có ở ông xã của em, và nó có thể là có ở một số người nữa. Thế và với những người này đấy thì cũng có thể họ sẽ không lập gia đình, và họ sẽ sống một cái cuộc sống độc thân, rồi là có những cái người yêu cùng giới với họ chẳng hạn. Thế hoặc là cũng có những cái trường hợp thì như trong trường hợp của chồng em ấy, thì đôi khi người ta sẽ gọi là một cái người lưỡng giới, tức là anh ấy vẫn yêu một người khác giới em ạ. Thế rồi vẫn kết hôn. Thế thì trong trường hợp này thật sự là nó cũng như là một vấn đề mà nó khó khăn cho vợ chồng em. Tức là trong khi sống với gia đình thì anh ấy lại vẫn có một cái mối quan hệ hay là tình cảm với một cái người nào đó. Và cái đấy làm cho em rất là buồn, rất là khổ tâm. Thì thông thường trong trường hợp này, cái việc mà kêu gọi và làm cho cái gia đình của mình ấy nó trở nên có sức hút ấy mà. Trở nên một cái nơi mà nó làm cho anh ấy cảm thấy rất là bình yên, rất là thoải mái, có lẽ nó sẽ làm cái mà tác động rất là lớn. Còn cái việc mà mình căn vặn hay mình giận hờn rồi là mình bắt buộc ấy, nó cũng có những cái khó. Tất nhiên ở đây nó sẽ tùy thuộc vào cái sự chấp nhận của em đến đâu, đúng không ạ? Cũng có những người thì người ta không thể nào chấp nhận được là bây giờ anh đang sống với tôi mà anh lại còn thương nhớ hay anh lại còn quý hóa một ai, thì cái điều đấy là không thể chấp nhận được. Và trong trường hợp này em có lẽ sẽ phải lắng nghe mình để xem cho là mình chấp nhận được người chồng này đến đâu, và trao đổi với nhau một cách rất là thẳng thắn, và cố gắng tìm cách để mà lôi kéo để anh ấy có thể là dành những cái tình cảm nó tốt đẹp nhất cho mình cũng như là cho các con. Bởi vì anh ấy đã có một cái xu hướng như thế, và anh cũng đã nói rất là thực là từ lúc trước khi lấy em thì anh đã có một cái xu hướng là yêu quý cái người khác rồi. Em có nói là làm thế nào để khỏi, để chữa cái bệnh này, thì thật sự vì người ta không nói đấy là bệnh, cho nên là việc chữa nó thì có lẽ cũng rất là khó. Nhưng mà nếu cái tình cảm gia đình nó rất là đầm ấm, rồi các con ngoan ngoãn, rồi người vợ cũng biết cảm thông cho người chồng, thì chị lại hy vọng là có thể sẽ là một cái sức hút rất là lớn để anh ấy gắn kết thêm với gia đình nhé. Bạn đã nghe rõ rồi chứ? Chị chào em. Em vâng. Cảm ơn chương trình. Vâng, xin chào bạn. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình, và cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Dạ, chào anh ạ. Vâng. Em muốn hỏi là về sức khỏe ạ. Vâng. Em muốn hỏi về bệnh sùi màu gà thế nào ạ? Tại sao bạn lại hỏi vậy? Em chả biết ạ. Em thấy ngứa ngứa ở bẹn, nên là em đi khám thì người mới đầu bác sĩ bảo là bị hắc lào, sau đó em bôi rồi khỏi, xong rồi sau nó lại nổi nốt ở quy đầu lên đấy ạ. Vâng, nốt như thế nào hả bạn? Bạn có thể... Nốt nó cứ kiểu như là nó có nước cái lọc. Cái bé thì em đi khám ở bệnh viện Gia Liễu Hà Nội rồi ạ. À, bác sĩ bảo sao? Vâng, người ta bảo là sùi màu gà ạ. À, thế à? Thế ở đấy thì họ có điều trị gì cho bạn không? Dạ, người ta bắn tin là gì ạ. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em năm nay 21 ạ. Thế à, quan hệ chắc là quan hệ tình dục với gái mại dâm à? Cười thì chắc là đúng rồi gì? Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ trả lời câu hỏi này cho bạn nhé. Ừ, chị chào em. Vâng, chào cô ạ. Ừ, thế bây giờ còn nghi ngờ gì nữa? Bệnh viện bác sĩ thì bảo là bị sùi màu gà. Đúng rồi, thế bây giờ em không tin là em bị sùi màu gà hay là cái gì? Cháu chả biết được ạ. Chả biết được, tại vì lần trước thì lại bảo là hắc lào, đúng không? Thế xong về sau thấy nói rằng là sùi màu gà. Những cái chẩn đoán đấy nó rất là đúng, là bởi vì có thể lần trước tổn thương nó là hắc lào ở bẹn, và điều trị thì nó khỏi. Nhưng cái vấn đề là cũng có thể cái tổn thương ban đầu ấy
của sùi màu gà mà nó chưa rõ. Em hiểu không? Và cái sùi màu gà nó là do virus cho nên nó có thể lan đi các nơi khác và nó lên đến cái đầu quy đầu của em. Nhưng cũng có thể lần trước là hắc lào nhưng mà em điều trị khỏi. Và lần này cái sùi màu gà là một cái nhiễm từ nguồn nào đấy. Tự em sẽ biết được, có thể em biết được là cái lây nhiễm nó từ đâu. Và em bị sùi màu gà và khi mà người ta khám và người ta nhìn tổn thương, nhất là em lại đi rất đúng tuyến rồi. Đấy là gì? Đến cái viện da liễu, đúng không? Thì đấy là cái chuyên ngành sâu. Và người ta nhìn tổn thương, người ta có thể có cái chẩn đoán rất là khẳng định đúng cho em rằng là bị sùi màu gà. Và người ta đang điều trị cho em thì vấn đề bây giờ là mình phải yên tâm điều trị để cho nó khỏi. Nhưng mà cái rất rất quan trọng đấy là em phải xem lại cái quan hệ tình dục của mình ấy, phải giữ cho nó an toàn. An toàn ở đây là như thế này. Em mà điều trị xong rồi, nhưng mà chị cứ nói như bạn tình của em, coi như người yêu đi nhá, mà không được điều trị thì có khi em lại cũng lại lây từ người yêu sang. Rõ không ạ? Hoặc là em có điều trị nhưng những lần sau em lại quan hệ tình dục mà không an toàn thì em lại vẫn cứ có thể là nhiễm từ người ta lại. Và cái việc điều trị như thế coi như là uổng công, đúng không nào? Vâng. Chưa nói đến rằng nếu em có người yêu mà em bị sùi màu gà thì em có thể lây cho người ta. Vâng. Phải không nào? Vì vậy đầu tiên là giữ cho mình đã, là theo bác sĩ và điều trị triệt để cho nó khỏi đi. Và nếu có quan hệ tình dục thì hãy bảo vệ mình. Trước tiên là bảo vệ mình đi, đúng không? Là bằng mang bao cao su. Và cái thứ hai là giữ cho bạn tình của mình bằng cách là mình cũng mang bao cao su để mà không lây cho những người khác nhá. Xem lại cái quan hệ tình dục an toàn. Vâng, tôi hy vọng bạn sẽ có cái lối sống lành mạnh. Xin chào bạn nhé. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Alo. Vâng, tôi đang nghe đây ạ. Anh cho em hỏi, anh cho em, bác sĩ cho em tư vấn cho em. Bạn hãy trình bày câu hỏi đi. Em hiện nay em mắc bệnh xã hội. Vâng. Em hỏi bác sĩ cho là bây giờ em muốn xây dựng gia đình. Vâng. Muốn xây dựng gia đình thì một cái người bạn của em mà không bị nhiễm. Vâng. Em thì bị nhiễm. Vâng. Thì xem là em hỏi bác sĩ xem tư vấn cho em liệu người nhiễm có lây sang người không nhiễm không. Bạn có nói là bạn bị mắc bệnh xã hội và bị nhiễm. Nhiễm là nhiễm cái gì vậy bạn? Nhiễm HPV. À, bạn đã đi khám và đã xét nghiệm và chính xác? Em đi xét nghiệm rồi, em uống thuốc được hơn 1 năm rồi. À thế à, và bây giờ bạn rất muốn xây dựng gia đình đúng không? Vâng. Và rất là lo lắng là không biết là liệu mà lấy vợ thì có ảnh hưởng cho vợ về vấn đề lây nhiễm HIV hay không, đúng không nào? Vâng, con cái nó có lây sang không? Vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng đang ngồi trong phòng thu sẽ trả lời câu hỏi này cho bạn nhé. Vâng. Chị chào em. Vâng, em có nói rằng là em có hát. Thế và em đã được dùng ARV rồi đúng không? Thế và trước khi dùng ARV thì thế nào cũng phải qua một cái đợt gọi là tư vấn tuân thủ ARV nhờ? Ừ, thế trong cái đợt mà tư vấn đấy thì người ta có tư vấn về cách làm thế nào để mà bảo vệ mình và để mà không lây nhiễm cho người khác không? Dạ, trong cái đấy thì cũng có nhưng mà chưa rõ ràng lắm hả? Thế thì theo em là nó có thể lây nhiễm được qua vợ không hoặc là sang con không? Em không biết. Và nếu mà em nói như thế thì chị có thể nghĩ được rằng là em chắc là lây nhiễm qua con đường mà dùng chung bơm kim tiêm hay cái gì đó hả? Em nói thật với bác sĩ là có một vài lần đi bạn nó gửi đi nhà em chơi. Gái chơi thì rồi. Người đi, em không biết là nó có nhiễm hay không. À rồi. Sau một thời gian ấy em đi xét nghiệm thì em thấy thế. Chị hỏi như thế có nghĩa là em đã tự hiểu ra rồi. Nhiễm HIV là nó có thể lây nhiễm qua cái đường mà dùng chung bơm kim tiêm này. Rồi là từ mẹ sang con thì tất nhiên là em không rơi vào trường hợp đấy. Và như trường hợp của em là qua quan hệ tình dục đúng không? Và như vậy có nghĩa rằng bây giờ em lại là có HIV. Thì khi em lấy vợ thì có thể lấy cho vợ em đúng không?
Tại vì câu hỏi của em là có thể lây nhiễm cho vợ và có lây truyền cho con không? Thì HIV là lây truyền qua ba con đường chủ yếu. Đấy là gì? Qua tiêm chích chung, qua quan hệ tình dục và từ mẹ sang con. Như em nói thì em là qua con đường lây truyền qua đường tình dục. Và em có hát rồi, khi em lấy vợ, nếu quan hệ tình dục mà không an toàn, tức là không sử dụng bao cao su, thì có thể lây truyền sang vợ em. Và khi mà vợ em có rồi, tỷ lệ lây sang con nó khoảng 30%, tức là cũng có thể lây truyền sang cho con. Bạn đang nghe rõ những lời tâm sự của bác sĩ rồi chứ? Và tất cả những cái điều bác sĩ vừa nói thì tôi nghĩ là bạn cũng đã được tham khảo khi mà bạn đến xét nghiệm và được cung cấp thuốc ARV một cách chính thức, đúng không? Và tôi nghĩ là từ qua cuộc nói chuyện này bạn cũng sẽ hiểu hơn về cái căn bệnh của mình và sẽ có cái cách phòng tránh lây nhiễm cho người khác một cách tốt nhất. Xin chào bạn nhé. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Vĩnh Phúc. Alo. Vâng, bạn có thể trình bày câu hỏi của mình như thế nào được không ạ? Thời gian qua anh đi làm một năm nay ở dưới Hà Nội ấy. Thế thì cứ một tháng, mới hơn một tháng anh mới về nhà ấy. Thì thấy tình cảm của cô ấy dành cho anh là khác lắm. Thứ hai nữa là cứ dục anh đi làm ấy. Thứ ba nữa là cái tình cảm vợ chồng ấy, nó chỉ được 5-10 phút thôi. Có khi anh dùng thuốc gấp kép một giờ ấy, thì nó chỉ được 10 phút thôi. Mà hôm anh gọi vô tình ngồi trên giường ấy, cô ấy gọi cho người kia thì bảo là có trả tiền cho em thì không gì báo. Thế anh bảo là thế thằng này là thằng nào, cần anh đòi hộ không, nó mà không phận sự gì đến mày, tao có cho không nó cũng được. Với nọ kia thì bây giờ anh bảo là thứ hai nữa, nọ anh gọi thì có người khác nghe đàn ông ấy, thì mà cô ấy mở không 4 phút liền không nghe anh, mà trong cái đó chỉ có cô ấy mấy người ta đó, người ta nói là thằng này là thằng nào ấy. Thì ý anh hỏi là bây giờ cái tình cảm một với hai cái đấy thì xem là cô ấy có người khác chưa, hay là vấn đề gì thì để anh cả đau một lần còn hơn anh cũng đau cả đời, khổ lắm em. Vâng, những vấn đề trục trặc về tình cảm của thính giả gọi điện đến từ Vĩnh Phúc thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn ạ. Xin mời anh ạ. Rồi chào em. Em chào anh Đinh Đoàn nhá. Còn đang làm Hà Nội hay đang ở Vĩnh Phúc hả? Em đang làm Hà Nội anh. À thế à? Cứ một tháng mới về một lần à? Vâng, một tháng em về một lần. Các cháu lớn chưa đi học lớp mấy rồi? Bé nhất là lớp mấy rồi? Bé một học lớp 3 anh, rồi em, học 11. Anh thì anh nghe thấy câu chuyện của em là tất cả em đó cứ thấy vợ chồng nó tình cảm nó khác với nhạt đi. Anh rất muốn biết cái khác cái nhạt ấy. Thế còn nếu không nó sẽ là cái chủ quan của mình. Thế nhưng mà có một cái điều lạ là vợ chồng bình thường nói với nhau cứ mày với tao thế à? Cái chuyện đấy không liên quan mày, tao thích cho ai tao cho rồi vân vân thế à? Vâng, cái này nói chung là tình cảm cứ mày tao tao, điện thoại thì cứ hay cáu quá rồi hay chửi lắm anh. Mới làm thế nào? Ồ. Nói chuyện với người ta em có thể nói chuyện được 2-4 tiếng cũng được, nhưng mà nói chuyện với vợ chỉ được 1 phút làm chán ngắt luôn. Thế cho nên là cô cũng thế thôi, nói với chồng cũng chán, nói với người khác cả ngày cũng không chán là như vậy. Bây giờ thì em định xong qua Tết này em giải quyết, thì bây giờ nói chung là để cho nó đỡ khổ cho em á. Có đúng là đỡ khổ không? Nhưng mà con cái khó lắm. Có đúng là đỡ khổ, bởi vì này này, nếu như bây giờ em biết chắc cô có bồ, cô là người vô trách nhiệm, mình đưa đồng tiền nào chăng nữa trả chăm cho con để đi nuôi trai, thậm chí là còn đưa cả trai về nhà, thằng cu nhà mình nó lại nhìn thấy. Thế rồi là họ hàng đã họp, đã rút kinh nghiệm, mà cô thề, cô hứa nhưng cô vẫn không thay đổi chẳng hạn, thì cũng đã đành. Còn ở đây tất cả nó rất còn là mờ, cứ rằng là hình như khác, với để quan hệ được một tí, thật ra một tí đã được rồi. Cho nên là thế này, nếu có cần ấy, phải có thêm bằng chứng thì để mình có quyết định nó chắc chắn, còn nếu không thì phải cải thiện cái cuộc sống gia đình. Thật ra thì để mà mình đi đến một cái quyết định chính thức là vợ chồng chia tay hay không thì phải
căn cứ về tình trạng cụ thể. Vợ chồng hiện nay xa cách nhau, đôi khi mình không ở nhà để mà chăm sóc chia sẻ cùng với vợ, lâu lâu tháng về đưa được vài triệu bạc thì cũng không phải là cái quyết định chính. Thế còn thì tất cả những thứ mà bảo rằng là có vẻ như cô thay đổi, có vẻ như không giống như xưa, nó đều có thiếu căn cứ, nó mang tính chất chủ quan. Đừng có nóng vội làm gì cả. Hai nữa hãy nhớ rằng là cô ở nhà cũng là người vất vả, mình đi cũng vất vả rồi, nhưng mà ở nhà tăng rất là nhiều áp lực, một nách hai đứa con, chồng thì đi làm chả biết là làm ăn gì, tháng về được một hai ngày rồi lại được một tí tiền, thì đáng lẽ mình cũng phải có những cái dành cái thời gian hai ngày ấy ở nhà ấy, chia sẻ với vợ con, đưa vợ đi chợ đi búa mua con ngan con gà về nấu ăn xì xụp với nhau, chứ về được hai ngày để đi nhậu với bạn bốn buổi thì rồi còn thời gian dành đâu bên vợ, đúng không? Thế rồi cũng phải động viên là thật ra vì cuộc sống anh đi này, chứ nhiều lúc buổi tối là nhớ mẹ con kinh khủng, chỉ muốn lao về. Thế rồi là cũng phải động viên cô là anh đi này thì đúng là chỉ kiếm được vài triệu bạc thật, nhưng mà còn bao nhiêu gánh nặng thì dồn lại em hết thôi, cứ cố gắng, chứ ai chả mong muốn là vợ chồng thế nọ thế kia. Trong gợi ý gạ gẫm xem là cô có đi xuống Hà Nội làm cùng mình không, hai vợ chồng cùng làm, xin rằng ví dụ mình làm bên công trường xây dựng, xin cho cô bên nấu ăn cho đám thợ, thế là chồng 10 triệu vợ 7 triệu rồi cứ thứ bảy chủ nhật rất díu nhau về với con lớp 11 rồi, có ông bà nội, ví dụ như thế. Hoàn cảnh nên cũng là xây mới khó, chứ còn thì phá đi thì chỉ một tờ đơn, xong là hai người cũng tự ái điên lên cái ký xoẹt thì độ nửa tháng sau là xong. Nhưng mà để mà có được một cái gia đình như ngày hôm nay với hai đứa con như thế là cả một quãng thời gian ra rồi, cố gắng hết sức để vun vén nó, xây lại để cho nó ấm áp hơn nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn, cảm ơn thính giả từ Vĩnh Phúc đã gọi điện đến chương trình. À, chương trình trước mình nói là có cô em sinh năm 74 á, dạ. Lấy chồng thì năm 18 tuổi, nhưng mà cũng không phải là yêu đương mà lấy do gia đình hai bên mối mai rồi cũng có cái sự ép buộc, nhưng mà hồi đấy thì từ năm 90-92 cơ, thế là cô này cũng đang còn trẻ nên là tôi nghe theo gia đình thì lấy chồng. Thế là về thì được khoảng 3 ngày thì bạn bè có đám cưới mời đi thì cũng xin phép chồng đi, nhưng mà chồng cũng kiểu ghen tuông, cũng chửi bới là nọ kia các thứ đó. Dạ, xong rồi trong quá trình sống với nhau thì có hai con rồi, một đứa con gái lớn cũng lấy chồng rồi, thằng cậu thứ hai là con trai, cháu trai thì năm nay hai mấy tuổi cũng đi công an nghĩa vụ về đi làm rồi, nhưng mà hai mấy năm sống chung thì chồng đánh đập thậm tệ, ghen tuông cũng là ghen ghê gớm lắm. Vâng. Nhà bố mẹ thì mất rồi, còn các anh các chị thôi, nhưng mà cô hay giấu. Vâng. Cứ đánh đập chửi bới quá, bảo bỏ thì cô vì thương con thương cái. Vâng. Nên là cũng bỏ. Và đánh thâm mày thâm mặt, cứ tối đến là đóng cửa đánh, rồi nhiều khi cái tình cảm vợ chồng không có nên là. Vâng. Chồng cứ đòi quan hệ mà nhiều khi cho hay không cho nó lại đánh. Ủa, vậy để cho thằng nào nó kêu cái thứ đấy thì cô này thì cô cũng ở quê cũng hiền hậu thật thà nên là cũng không ngại, không dám gọi thì tâm sự tôi là anh thì tôi gọi tôi hỏi xem là khuyên bảo là thôi không sống được với nhau mà sống như vậy thì bỏ đi, nhưng mà cô không muốn cô bỏ thì con cái nó không có bố có mẹ cái thứ nó buồn này khác, thì ý là xin hỏi chuyên gia xem cái trường hợp này thì nên khuyên như nào để cho cô nghe để cô thấy mà. Dạ vâng, anh quả là một người anh trai rất là tuyệt vời đấy ạ, quan tâm tới cuộc sống của em gái của mình, và chúng tôi cũng xin chia sẻ với anh về câu chuyện cũng rất là đáng buồn của em gái của anh. Cách đây vài tuần thì chúng tôi cũng có nhận được một cái cuộc điện thoại cũng của một cái thính giả tương tự gọi như thế, cũng cái bày tỏ một cái cuộc sống của chị cũng tương tự với cái cuộc sống của em gái của anh, và đúng là những cái câu chuyện này cũng đã làm cho nhiều cái thính giả cảm động và cảm thấy là không hiểu là cuộc sống của những cái người phụ nữ mà bị bạo hành về mặt tinh thần, về mặt thể chất trong cái cuộc sống hàng ngày đấy nó khó khăn vất vả như thế nào. Câu chuyện của anh sẽ được gửi tới chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi ạ. Chị sẽ chia sẻ với anh nhé. Rồi, xin mời chị. Vâng, xin chào anh ạ. Rồi, em chào chị. Vâng, thật sự là mình mà có em như thế này thì cũng xót xa lắm anh nhỉ. Vâng. Xót xa nhưng mà mình làm gì được. Mình vâng, đấy, lại không làm gì được cả. Thì vâng, tôi cũng đã nghe anh nói chuyện với chị Ngọc, là người dẫn chương trình, thì
Tôi hiểu cái ý của anh ấy là anh đang muốn khuyên em gái của mình là nếu như mà cái cuộc sống nó vất vả quá mà nó không hạnh phúc như này thì cũng có thể là phải làm thế nào để mà tự giải phóng mình ấy, phải không ạ? Vâng. Tuy nhiên thì tôi cũng không rõ là trong cái quá trình mà anh nói chuyện với em gái của mình thì ngoài cái chuyện mà chị ấy nói rằng là không muốn chia tay vì sợ các con khổ đấy, thì anh có tìm hiểu được một cái lý do gì khác không ạ? Xác định là bây giờ cũng lớn tuổi rồi, cũng không chỉ có ly thân thôi, hai vợ chồng ly thân. Vâng. Còn là sống để là cho các con cái nó dựa vào, để cho bên ngoài người ta nhìn vào. Chứ còn bây giờ bỏ nhau thì đơn giản, chứ còn điều kiện kinh tế thì cũng không khó khăn gì. Vâng. Tôi em trẻ tôi đi uống rượu và tôi lại chửi chửi suốt đêm, xong là anh ái mà cô không có tình cảm, không cho thì lại đánh. Vâng. Đấy, cái cơ bản nhất là nghe ly thân thì hiểu rằng là mặc dù là ở chung nhưng mà sẽ tự quyết định những cái công việc của mình hay là có những cái mối quan tâm riêng. Nhưng mà trong trường hợp em của anh thì nó lại không được như vậy anh ạ. Mà bản thân em rể anh lại vẫn cho mình, tức là có một cái quyền được đòi hỏi người vợ. Thì trong trường hợp ấy nó không đúng cái nghĩa là ly thân anh ạ. Vâng, nó không, chỉ có là chị em gái của anh, cô em gái của anh là không có được một cái cuộc sống nó mặn nồng giống như những cái cặp vợ chồng bình thường khác thôi. Chứ còn vâng, cái người em rể này đâu người ta có chấp nhận cái phương án ly thân ạ. Phương án ly thân nó phải được hiểu như là cả hai người thỏa thuận rằng là để vì con vì cái thì người ta vẫn sống chung và người ta không ra tòa để ly hôn, nhưng mà mỗi người sẽ có một cái cuộc sống riêng của mình ý anh ạ. Cô này thì cô cũng lại có một cái tính tự tha. Có nghĩa là chồng mới đánh một trận đâm mắt đâm mũi xong hôm qua, xong vài ngày sau lại cho lo chăm lo cho chồng chu đáo. Ví dụ có bạn bè đi ăn nhậu thì lại đi mua đồ ngon về cho ăn. À, lo đủ thứ cho chồng đi đâu rồi lại sắm giày đó sắm giày, đó thế thì quần áo. Vâng, cái mà anh quan sát thì anh thấy rằng là em gái mình vẫn chăm sóc cho người em rể và anh nghĩ đến một việc đó là sự vị tha, là vì người khác. Nhưng mà anh cần, tôi nghĩ như này, trong trường hợp này có thể anh sẽ phải trao đổi kỹ hơn. Ngoài cái việc mà mình nhìn thấy là những cái cảnh em mình bị đánh đập hay là bị ghen tuông ấy, mình lo lắng, mình xót xa, mình khuyên em, thì có lẽ là anh lại nên trao đổi thêm. Ví dụ đấy là tao thấy là cô mày cũng hay thật, thế nó đánh như thế thì sao lại vẫn thấy mua, thế là thế nào. Ví dụ anh có thể gợi ra những cái câu hỏi để xem là người em của mình người ta sẽ trả lời như thế nào. Tức là vâng, thay vì cái việc là chị gọi điện trực tiếp đến thì anh sẽ lại là người tư vấn cho em gái mình anh ạ. Thế và cái mà tư vấn thì là lắng nghe là rất quan trọng. Anh có thể gợi ra những cái câu để mà cho em gái của anh bày tỏ những cái vấn đề, những cái sự kiện này, rồi những cái suy nghĩ của cô này, rồi cả những cái cảm xúc của cô ấy nữa, để xem là cô ấy nghĩ như thế nào, cô ấy cảm ra làm sao, và điều gì khiến cô lại không quyết tâm để mà rời bỏ được cái gia đình. Chứ còn mình là người ở bên ngoài thì đôi khi mình nghĩ là mình rất là khách quan và mình nhìn thấu tỏ cái sự việc của em mình. Nhưng mà lại chính người trong cuộc mới biết là mình cần gì, mình sẽ mong muốn cái điều gì. Thì tôi cũng rất là mong là anh thì thương em thì anh có thể là lắng nghe hơn để xem là cô nhà mình nghĩ thế nào anh ạ. Dạ em đang xin hỏi thêm chị này kia. Vâng. Ai cậu chú em này là có nghĩa là em nhiều khi nghĩ giống như kiểu bị bệnh hoang tưởng, ghen nó hoang tưởng ấy chị. Vâng, tức là chú em rể cái gì ạ? Em rể ghen nó vô lối, cái nghĩa là thấy vâng cô em gái chú bán hàng cứ thấy người mua hàng và nói chuyện với em. Vâng đấy, vâng ghen để không. Nó lắm. Đấy thế thì thế này, tức là qua cái anh việc mà anh trò chuyện thì cũng lại thấy là nó có một cái lý do nào đó, có thể về phía mình thì mình nhìn nhận là nó chẳng gì đáng ghen cả, nhưng mà trong cái suy nghĩ của người em rể của anh thì
cái sự kiện ấy lại làm cho anh ấy có thể có những cái lo lắng. Không, là... ví dụ như này này, chị Mùa này. Vâng. Ví dụ mặc quần áo đẹp, đi đôi dép đẹp, đi ăn xong xé quần đốt áo, tạch dài dép đi. Vâng. Thế thì... như người ta, như bản thân em ấy thì muốn cho vợ mình đẹp thì mặc đẹp thì mình sĩ diện với mọi người, chứ vợ mình đẹp mình thích quá chứ, đúng không? Ừ, tức là thế này, cái thẳm sâu ở bên trong của cái người chồng đấy thì có thể là anh cũng chưa biết. À. Vâng, bởi vì sao? Bởi vì có thể anh là người rất là muốn tự hào về vợ mình, thậm chí nhá, bà chị nhà đi đâu có khi anh còn phải nhắc nhở cơ. Đúng là vậy. Ở đi đến nơi này nơi kia thì mặc cho nó đẹp đẹp một tí, bởi vì anh cũng cảm thấy là nếu mà chị nhà mà đẹp thì anh cũng cảm thấy tự hào chứ, đúng không ạ? Đúng. Nhưng mà có thể em rể anh thì lại là lo lắng. Và như thế là sự khác nhau của hai người đàn ông. Thì chỗ này tôi cũng không rõ là ai là người có thể tâm tư để mà hiểu được cái người em rể. Trong trường hợp này có một ai đó mà tâm tư được, trò chuyện được, mà hiểu được cái người em rể thì mới có thể là giúp người ta cởi bỏ được cái mặc cảm anh ạ. Tôi sợ là có thể em rể của anh đang mặc cảm, đang nghĩ rằng mình thua kém hay là như thế nào đó. Và từ cái đấy thì dẫn đến sự lo lắng. Và cái cảm xúc mà lo sợ ấy, lo lắng ấy, thì nó lại là cái mà nó khởi phát ra những cái giận dữ. Và khi mà anh cảm thấy bất lực, anh không làm gì được, thì anh lại có thể chỉ vận đến cái vũ lực thôi. Bởi thông thường thì nam giới cũng khỏe hơn phụ nữ mà anh. Thế là cuối cùng lại vận đến cái đấy. Thì tôi cũng mong là có thể anh sẽ nhìn nhận nó đa chiều hơn ở nhiều góc cạnh để tiếp cận, để mình có thể là giúp được em. Vâng, xin được cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Xin được cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng anh sẽ là chỗ dựa cho em gái của mình vượt qua những cái khó khăn của cuộc sống và tình yêu ạ. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình với cuộc điện thoại gọi đến từ Nam Định. Alo, xin chào bạn ạ. Alo. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì thế? Em muốn hỏi tư vấn, em lấy vợ được 3 năm nay rồi thì cứ mỗi buổi mặt em sinh hoạt với nhà em đấy thì nhà em nó toàn buồn nôn, thì trường hợp như thế nào thì tư vấn giúp em đấy. Vâng, trường hợp của bạn sẽ được bác sĩ Vũ Minh Phượng tư vấn ạ. Xin mời bác sĩ. Chị chào em. Thế em đã tâm sự với vợ chưa? Là sao lại có cái hiện tượng như thế? Em nói thiệt, vợ em bảo đi vào các bệnh viện khám mà nhà em nó cứ ngại, nó không muốn đi ạ. Thế mà cứ mỗi lần sinh hoạt với nhau lại nôn như thế, vậy thì những lần sau vẫn cứ tiếp tục chứ hay là phải dừng lại? Kiểu vợ chồng em, thấy em thấy thương vợ như vậy thì vợ chồng em rất ít sinh hoạt ạ. À thế à, ừ thế vâng. Lấy nhau 3 năm rồi đã có cháu chưa em? Dạ chưa. Chưa có cháu à? Vâng. À. Ngoài cái chuyện nôn ra thì cái việc mà sinh hoạt có thành công không? Sinh hoạt thì nó vẫn thành công thôi, cơ mà chỉ mỗi tuần xong rồi nhà em cứ ôm cứ cử cầu cứ nôn ọe mà ọe không thì chị ạ. Ừ, nôn và ọe không. Và các em cũng không dùng biện pháp tránh thai nào, đúng không? Vâng ạ, chúng em thì tất nhiên là cũng không dùng biện pháp rồi. Tránh thai nào. Cái nôn và ọe có thể nó là một bệnh lý gì đấy, nhưng cũng có thể nó là một cái yếu tố tâm lý, hoặc là cái yếu tố tâm lý nó xảy ra ngay cái lúc đó. Cái cách mà em gần gũi làm cho cái người phụ nữ người ta thấy không thoải mái, ấn tượng của một cái lần quan hệ nào đó, thế và để lại trong cô ấy cái ấn tượng nó không đẹp và nó lại rất là sâu sắc. Cho nên cứ lặp lại cái hiện tượng này thì cô thấy rùng mình và buồn nôn. Đấy là giải thích về cho cái chuyện nôn. Chỉ có em là người gần gũi, thật là tế nhị, thật là khéo léo và thật là cởi mở thì có thể cô sẽ nói được ra em nhé. Vâng, chúc hai vợ chồng bạn sẽ có một cuộc sống thật hòa hợp, thật hạnh phúc và sớm có tin vui. Xin cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ Quảng Ninh. Alo. Vâng, em đây ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Vâng, em như này chị, em có quen một người con gái cách xa em, người ta ở Nam Định. Vâng. Thì chúng em gặp nhau 2-3 lần ngồi nói chuyện đấy. Vâng. Thì đợt Tết vừa rồi thì người ta bảo là em về nhà người ta. Thì là em hỏi là cũng đặt vấn đề luôn đấy. Vâng. Thì trong cái lúc mà em quen đấy, em cũng nhắn tin nhắn tiếp thì em cũng hỏi ý là có tình cảm với người ta ấy. Thì người ta cũng bảo là em cũng có tình cảm với anh ấy. Thế là lúc vừa rồi ấy thì em về thì người ta ra mắt với bố mẹ ông bà người ta đấy. Vâng.
Thì trong lúc em hỏi yêu thì người ta cũng không nói gì và em chỉ có tình cảm với anh thôi. Thì trong cái lúc mà hành động trong gia đình ấy, người ta có kiểu quan tâm, em cảm nhận là người ta yêu em ấy. Vâng. Có thể người ta trong mà trước chỗ đông người ấy, người ta cứ quấn quýt em đấy. Thế xong thời gian thì em về đấy 2-3 ngày. Thì chúng em thì em lại về Quảng Ninh em đi làm, thì bây giờ người ta học trên Hà Nội thỉnh thoảng chúng em vẫn nhắn tin thì rảnh em vẫn lên 1-2 lần. Thế vừa rồi đây thì người ta được nghỉ thì là người ta bảo là em lên nhà. Thế là em lên nhà đấy thì không biết là sao người ta bảo thôi anh về đi. Thế thì xong là không có người ta ở nhà, người ta chắc là đi đâu rồi. Lúc em gần đến nơi ấy thì em điện, thì lúc em gọi một chốc thì đến nhà ngồi thì có mẹ người ta đến, người ta mẹ bảo thôi cháu về đi bây giờ để cho em còn học đấy. Người ta cứ thế người ta đuổi, không biết là bây giờ em không biết băn khoăn là cô gái kia làm sao có hành động như thế mà lại em, xong là em mẹ cái cô gái ấy bảo là em về đi đấy thì em bảo là đây là thôi cháu cũng có tình cảm với em thật, nhất thiết là cô ấy bảo là không được. Vâng. Có lòng tự trọng thì em lại cũng đấy, thì em bảo thôi cô đã nói vậy thì cháu cũng chúc gia đình mạnh khỏe. Vâng. Cái này là chuyện hạnh phúc của những cháu cô này như thế này đấy. Vâng. Chuyên gia của chương trình chúng tôi là anh Đinh Đoàn, trong vòng thu anh cũng đã nghe câu chuyện của bạn, sau đây thì anh sẽ chia sẻ với bạn, xin mời anh. Em đôi ba lần gặp rồi quen cô ấy rồi dẫn tới yêu là gặp ở đâu và trong hoàn cảnh thế nào? Thì nghĩa là em gặp người ta thì người ta cũng mấy em người ta bảo là mấy lần chúng em thì cũng về lại, thì em vẫn về nhà ta 2-3 lần chơi lại bình thường mà. Ừ. Thì cái lần của nói bảo là yêu đấy. Rồi, rồi. Người ta bảo là em có tình cảm với anh. Rồi rồi. Thì trong lúc gia đình đấy thì người ta tỏ vẻ là em nghĩ là 2-3 lần bây giờ mà cô ấy có hành động như này thì chắc là em nghĩ là thôi cô ấy cũng không nói ra, nhưng mà hành động thì cũng thay lời nói yêu đấy. Ừ. Thật ra thì các bạn đều còn rất là trẻ, nếu gặp được một người mà trông cũng dễ mến rồi là ăn nói tử tế, nhẹ nhàng thì rất dễ nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên cái tình cảm ấy nó chưa phải là cái tình yêu sâu sắc bền vững, bởi vì thực sự ra gọi là để hiểu nhau, thông cảm hoàn cảnh rồi biết về nhau, nghĩ đến tương lai xa thì chưa có. Thế thì tất cả nó mới ở bề nổi ở cái sự cảm tình thôi, đúng không? Cảm tình thì đôi khi người ta cũng đặt về vấn đề tương lai nhỉ, thì người ta cũng nói rồi, không hiểu sao như này. Em vừa rồi đây em về, người ta bảo là về anh về nhà em chơi đi. Thế về thì vừa rồi lại có đám cưới, không biết là như nào. Ừ. Thì là người ta không có ở nhà thì em bảo là anh đến nơi rồi. Thế bảo thôi anh về đi, giờ em không muốn gặp anh nữa. Đấy. Mối quan hệ của em với cô ấy chưa thể gọi là tình yêu, bởi vì gặp nhau vài lần rồi nhắn tin rồi hỏi nhau có tình, có mến không, thì rõ ràng cô cũng đã trả lời là có tình cảm. Thế còn để mà nói khẳng định là yêu không thì chưa dám chắc, đúng không? Thế cộng với việc là tình cảm thì đã cũng chẳng mặn nồng gì lắm, vì thực ra cũng chưa hiểu nhau lắm, mà lại còn bị những cái cản trở. Thứ nhất là xa xôi, hoàn cảnh lại khác nhau, em thì làm rồi, cô còn đang đi học, em ở Quảng Ninh, cô ở Hà Nội. Cái điều kiện mà gặp gỡ thường xuyên để củng cố tình cảm, để mà hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn không có nhiều. Trong khi cô ấy ở một cái môi trường có thể có nhiều các mối quan hệ tiếp xúc. Thế cho nên là cái mối quan hệ của em với cô nó chưa đủ mạnh để cho cô khẳng định, cô tin tưởng rằng đây là cái người mà có thể là cô sẽ gắn bó lâu dài. Chính vì vậy thì cái mối quan hệ vừa mới gây dựng lên được và không có cơ hội để nuôi dưỡng cho nó lớn lên thì có vẻ nó đang nhỏ dần đi, giống như cái đống lửa ấy, em với cô vừa đốt lên được vài cái thanh củi, nó cháy gần hết rồi nhưng không có điều kiện để mua thêm củi hoặc bỏ thêm củi, thành ra nó không cháy được to hơn, đang lom dom và tắt dần đều. Nhưng mà bởi vì dù sao chăng nữa thì thấy em nhiệt tình, chân thành, từ ngoài Quảng Ninh mà bỏ về gia đình nhà cô để thăm, mỗi khi cô ấy nói thì cô cũng cảm động, cô cũng không nỡ để mà nói những cái lời gì đấy xúc phạm em. Cho nên gia đình thì cũng nghĩ rằng cái mối quan hệ của cô ấy với lại các em nó cũng chẳng đi đến đâu. Có những thứ mà đối mặt trực tiếp không dám nói, bởi vì em phải nhớ rằng cái chuyện tình cảm nó lằng nhằng lắm, chứ nó không phải bảo là có yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói một điều cho xong. Những người nào mà cứ tưởng là như thế thì đấy là những người mà chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Miệng thì muốn nói anh về đi nhưng mà lòng cũng tiếc, dù sao chăng nữa cũng đã gắn bó với nhau, cũng có tình cảm. Nếu đối mặt với em sẽ chẳng dám nói là anh về đi,
có khi lại cầm tay, lại trùng trừng, lại muốn anh ở lại đi, mẹ em bảo về nhưng anh đừng về. Thế nên rất là khó cho cô, phải tránh ở đây, cô không phải tránh sợ em, mà cô sợ cái lòng cô yếu đuối, gặp lại em rồi lại trỗi dậy, rồi khéo không, nó cứ dứt chẳng dứt được, mà tiến triển thì không tiến triển. Thành ra buộc lòng cô phải tránh đi và mượn lời mẹ cô ấy nói. Nhưng mà ngay cả không phải mẹ cô nói thì thực ra anh là cái người bên ngoài, anh nhìn thấy mối quan hệ của em với cô ấy đúng là cái gốc của nó nhỏ quá. Em là người tử tế đàng hoàng nhiệt tình thì chắc chắn đi đâu cũng có người quý, nhưng mà bây giờ người ta nghĩ rồi, con người ta còn đang học mà lại người ta lại nhẩm nhau, ôi cái thằng này nó ở mãi Quảng Ninh ít gặp nhau thế này, chẳng biết là tình hình nó ra làm sao ở ngoài ấy, khéo không nó lại có vợ có con rồi. Tức là người ta biết về em rất ít và cái độ tin tưởng nó chưa lớn. Thế thì ở đây cũng là một cái mà để cho em suy nghĩ xem rằng là có nhất thiết là cứ phải cố gắng đến cùng để chiến đấu để giành được hay không, hay là thật ra đây cái mối quan hệ này cũng chỉ mới là ở cái mức độ ban đầu như thế, dừng lại cũng là vừa chẳng hạn. Thế thì là em cân nhắc đừng tự ái, vì thực ra cô không phải là ghét em. Em tự ái là cô ấy không cho em lý do làm sao mà lại nên bảo em nên rồi xong lại không gặp em nữa. Có những lý do thế là em mới băn khoăn. Có những lý do rất tế nhị mà người ta không nói ra được thật em ạ. Thế thì mình không, người ta tránh mặt, người ta không đi tiếp nữa thì đấy là một lý do đã đủ để giải thích rồi. Còn bây giờ cứ phải tại làm sao thì chẳng nhẽ lại tại anh xấu, tại anh đẹp, tại anh cao quá, tại anh đen quá thì khó lắm. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn có được nghị lực để vượt qua những khó khăn của cuộc sống và tình yêu. Xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Alo, xin chào bạn ạ. Chị ơi, em muốn đặt câu hỏi là em có yêu một người này ạ, là người đã có gia đình rồi ạ. Thì tụi em yêu nhau là đến giờ là được 13 tháng rồi ạ. Trước kia thì em có yêu một người đã có gia đình cơ, cũng như mà hai anh cùng là thầy giáo ấy ạ. Thì có một người thầy giáo đấy yêu em, thì em yêu, tụi em yêu nhau xong thì tụi em lại chia tay rồi. Và cái thầy giáo này là thầy giáo chủ nhiệm của em, nghĩa là bọn em hay đi chơi, tâm sự, trò chuyện với nhau đấy. Có một hôm thì anh ấy bày tỏ tình cảm với em thì em đã từ chối rồi. Nhưng sau đấy 5 tháng thì em suy nghĩ và chúng em nhận lời ạ. Nhưng mà lúc đấy là em không biết là anh ấy có đứa con thứ hai ấy. Em vẫn nhận lời anh ấy. Thì anh ấy nói là em cho anh ấy 3 tháng để anh ấy giải quyết với vợ ấy. Thì em vẫn chờ đợi, em tin tưởng mà, vì anh ấy là thầy giáo của em. Sau khi mà em nhận lời được 2 tháng thì anh ấy mới nói cho em biết là có đứa thứ hai. Và anh ấy nói là anh xin em là để cho mẹ tròn con vuông thì anh ấy giải quyết. Em chấp nhận là tụi em quan hệ rồi. Anh ấy nói thì anh ấy vẫn rất là tha thiết ấy, ngày nào anh cũng gọi điện ấy, tụi em nói chuyện suốt ngày thôi, ngày nào cũng thế, kể cả đến lúc mà anh ấy vợ anh ấy sinh rồi ấy, anh vẫn cứ ra nhà em, vẫn cứ nói chuyện với em, vẫn cứ ngày nào cũng gọi, vẫn quan tâm bình thường. Thế bây giờ vợ anh ấy sinh con đã được bao lâu rồi ạ? Dạ, vợ anh ấy sinh được 11 tháng rồi chị ạ. Vâng. À, con thứ hai của anh ấy cũng được 11 tháng. Tuy nhiên thì chuyện tình cảm của hai bạn cũng chưa có cái gì là rõ ràng. Và anh ấy cũng chưa dứt khoát gì với vợ của mình, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Chuyên gia Đinh Đoàn của chúng tôi đã ngồi trong phòng thu và biết câu chuyện của bạn. Bây giờ thì anh sẽ chia sẻ với bạn ạ. Xin mời anh. Ừ, chào em. Em ơi, đấy là thầy dạy phổ thông hay thầy dạy đại học của em? Dạ, thầy dạy phổ thông của em ạ. Thầy dạy phổ thông ạ. Em học lớp mười mấy rồi? Anh ơi, bây giờ em cũng là ra trường rồi ạ, em đi làm rồi ạ. Thế à, tức là cái thầy, hai cái thầy kia đều là trong trường phổ thông cả đúng không? Vâng. Bây giờ thì em mong muốn cái gì? Hôm kỷ niệm 13 tháng đấy thì bọn em vẫn đi, vẫn quan hệ, vẫn nói chuyện, vẫn tình cảm với nhau bình thường đấy ạ. Thì đến hai hôm sau thì anh ấy lại khóa số của em, anh ấy nói, em gọi thì anh ấy không nghe. Anh ấy bảo là tại em nói cái gì với người yêu trước để mà bây giờ thành ra như thế này, để mọi người biết chuyện của em với anh ấy. Em ơi, thế này này, anh ấy có vợ, anh ấy đang sống hạnh phúc, anh ấy làm thêm với em thôi. Và cái việc làm thêm này chỉ muốn bí mật. Tự nhiên em lại khoe với một thầy nữa ở trong trường rằng là trước không đây ạ. Dạ, không ạ. Cái thầy là bọn cũng... em không nói với anh kia là em khoe như thế nào cả, mà em cũng không hề, em chỉ trêu anh ấy là em nói cho anh kia thôi. Cho nên là các thầy trong trường thì có thể có nổi máu ghen, và nhân đó thì có thể nó ảnh hưởng tới cái công việc cũng như uy tín danh dự của anh, cho nên anh ấy muốn khóa số. Nhưng thật sự thế này này, bây giờ em đừng chìm đắm vào cái chuyện rằng là anh nào với anh nào nữa. Em có lẽ em phải nhìn thẳng vào sự thật là mình bị lợi dụng thôi.
chả có cái anh nào mà anh ấy một con hai con rồi đang đàng hoàng tử tế lại bỏ vợ bỏ con để đi lấy một cái cô học trò mà đã cứ hết với thầy này lại đến với thầy kia. Mình phải biết mình là ai chứ, đúng không? Không ai người ta dạy gì đâu, đàn ông người ta cũng ấy. Thì đây là em tiếc rằng em ngây thơ, em cả tin, và cũng vì quá yêu cho em cứ hy vọng tin tưởng. Thế cho nên anh ấy nói rằng là để cho anh ấy mẹ tròn con vuông. Bây giờ con anh 11 tháng rồi, nếu em có gả gẫm anh vào để cho con anh nó tròn 3 tuổi cho nó vững chãi, đúng không? Thế rồi em cũng tin, em chờ đợi. Rồi đến lúc lại bảo thôi để cho con anh nó đi học cho nó ổn định, chứ bây giờ nó còn bé quá. Cứ như thế thì mình mang cái cuộc sống của mình ra để mình đánh đổi chờ đợi chẳng được một cái điều gì. Thì trong trường hợp này này, không phải cái chuyện cứ rằng có anh cũ, anh mới, anh nọ, anh kia, mà với anh nào thì mình cũng là cái người mà đang chỉ bị lợi dụng thôi. Chứ còn thì mình không có cái giá trị lớn gì lắm trong cái cuộc đời của người ta cả. Đấy, đấy mới là mấu chốt mà em cần phải nhìn. Và khi đã biết được thế rồi thì mình biết cần làm gì. Bình thường thì bọn em 13 tháng rồi á, thì kể cả những ngày mà kể cả vợ anh ấy ở nhà ấy, ở nhà riêng, nhưng mà anh ấy vẫn đi qua đêm với em, hay là hoặc là những ngày kia như là tâm sự rất là thật ấy. Ôi giời ơi, anh ấy dối hay là anh ấy giấu đâu. Em cũng nhờ em hỏi một số bạn bè xem là có thực anh nói như thế không, thì đúng như những gì mà anh nói với em, chứ anh cũng gọi là lừa dối hay là gì đâu ạ. Ừ, thì anh nói thật là anh có vợ rồi mà anh chán vợ, mà em thì trẻ trung vợ ở bên cạnh em, anh mới thấy rằng có tình yêu trỗi dậy. Còn vợ anh ấy chán lắm rồi, chẳng qua chỉ vì trách nhiệm thôi. Chứ còn thì lâu lắm rồi vợ chồng anh không có gần gũi, chẳng có quan hệ gì cả, đúng không? Và thương anh ấy lắm, đúng không? Vâng. Ừ. Thế thì mình là cái chỗ lấp chỗ trống. Trong lúc mà anh ấy chán vợ hoặc là thấy nó nhàm với cuộc sống thì đấy, mình lại biết mình ở chỗ ấy như thế. Ngay cả người ta có vợ rồi, người ta có thể đi với này, những người mà không có tình cảm nữa cơ mà. Người ta còn đi mua cơ mà. Anh ấy bảo là, thì em cũng không biết về nhiều về chuyện đấy, thì em có nói với anh ấy là, thế anh bảo, em cũng hỏi là thế ở nhà thì có làm gì có lỗi không, thì anh bảo là khi mà đã không có tình cảm thì người ta không thể làm chuyện đấy được anh ạ. Thế mà em cũng tin hả? Thì tại em cũng không biết nhiều về cái chuyện đấy nên là anh ấy nói không biết nhiều thì phải lắng nghe. Thế bây giờ ví dụ như là em có chấp nhận rằng là anh ấy vẫn cứ có vợ có con, và cái thỉnh thoảng lại tuần lại gặp mình 2-3 lần và để được mang lại tình cảm cho anh ấy, còn anh ấy thì nhịn với vợ anh vì nó không có tình cảm, em có chấp nhận thế không? Không. Ừ, thế không thì mình phải biết, mình rút lui chứ. Mình lại cứ mang cái thân mình ra để cho anh ấy cảm thấy được có cảm xúc, còn ở nhà anh ấy không có gì đấy thì chẳng phải anh ấy, mà rồi sẽ có nhiều người khác sẽ lợi dụng em. Cho nên ở đây là vấn đề là em quá ngây thơ mà cũng quá tin tưởng nhá. Mình phải biết mình đi, mình biết mình ở chỗ đứng ở đâu và biết mình là muốn gì. Chứ còn nếu muốn chỉ được nghe những lời tử tế và lâu lâu lại được anh ấy đưa đi xong ngủ một cái thì em cứ duy trì, nhưng mà phải lưu ý rằng hậu quả em sẽ lĩnh, nó sẽ rất nặng nề. Đấy là vợ anh chưa biết, chứ vợ anh mà biết thì rồi những cái chuyện đánh ghen lùng xùm em biết rồi đấy, ở trên mạng nó rất là nhiều. Mình cuộc sống nó phức tạp rồi, mình cũng phải luôn luôn ý thức được rằng là người ta đến với mình vì cái gì, và mình có cái gì giá trị để mà người ta có thể đến với mình. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn trang bị thêm cho mình được một hành trang, một kỹ năng trước ngưỡng cửa cuộc đời của bạn. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chương trình. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn.